Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 24. Diệp Thần, người ở nói nhỏ nói gì, đúng rồi, mới vừa rồi vậy ba cái người đàn ông. Ngụy Dĩnh lòng vẫn còn sợ hãi, dẫu sao, đây là nàng lần đầu tiên như vậy rõ ràng thấy người chết. Mấu chốt đối phương sẽ chết ở nàng trước mặt. Động thủ vẫn là Diệp Thần. Mặc dù lần trước ở mẫu thân võ quán, Diệp Thần vậy động tới tay, nhưng là người nọ thật giống như không có chết, hơn nữa lôi đài khoảng cách nàng quá xa, nàng không thấy rõ cụ thể. Diệp Thần vỗ một cái Ngụy Dĩnh bả vai, đi thôi, người cũng biết thân phận ta đặc thù, ta đây là tự vệ. Ừ, Ngụy Dĩnh tin tưởng Diệp Thần, hắn là sẽ không hồ giết người lung tung. Hai người rời đi Lâm gia, đón một chiếc xe, trực tiếp hướng giáo viên nhà trọ đi. Lâm gia bởi vì mất đi trận pháp, hoàn toàn hiển lộ ở kinh thành. Không lâu lắm, một cái từ trong công viên đi ra ngoài người đàn ông lang thang tự nhiên phát hiện đột nhiên xuất hiện Lâm gia. Hắn diễn cảm có chút kinh ngạc, thậm chí xoa xoa mình ánh mắt. Trên đất máu tươi cũng không có để cho hắn quá kinh ngạc. Hắn hướng Lâm gia bể tan tành cửa đi tới, nhưng là vẫn chưa đi đến, hắn bước chân dừng lại. Ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chằm chằm treo ở phía trên từng cái dữ tợn lại còn ở đầu lâu nhỏ máu. Hắn sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó co cẳng hướng gần đây bót cảnh sát đi. 10 phút sau đó, Lâm gia bị hoàn toàn phong tỏa. Lôi Thụ Vĩ và Bách Lý Hùng trước sau chạy tới. Bách Lý Hùng nhìn một cái vậy một đứng đầu lô, con người khóa tới cực điểm. Trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Lâm gia gặp thảm diệt môn. Hắn tự nhiên biết là ai làm, căn bản không cần suy nghĩ. Dám diệt Lâm gia, lại là ngày hôm nay, chỉ có thể là một người. Diệp Thần. Hắn biết Diệp Thần tất nhiên sẽ tức giận, lại không nghĩ rằng cái này tức giận trực tiếp để cho hắn tiêu diệt một gia tộc. Người điên. Triệt triệt để người điên. Lâm gia thành tựu gia tộc cao cấp, một khi bị diệt, Hoa Hạ võ đạo giới thế cục liền hoàn toàn rối loạn. Thậm chí sẽ đưa tới khủng hoảng. Phỏng đoán vô số thế lực và ngành cũng biết vạch tội Diệp Thần một bản. Cái này giá quá lớn. Tướng quân, còn phát hiện ba cổ thi thể, nhưng cha không ra thân phận và lai lịch. Mang ta đi. Mười mấy giây sau, Bách Lý Hùng đi tới Lâm gia một nơi viện tử, Thiết Huyết Doanh một vị chiến sĩ vén lên bạch vải, hắn nhìn lướt qua. Không biết lai lịch, nhưng là khi thấy đám này trên người đạo sĩ phục cùng với đạo sĩ phục ngực ký hiệu. Hắn con người bỗng nhiên co giúp một cái. Cái này ba người lại là Phương Chấn Nghiệp học trò. Đáng chết. Sự việc hoàn toàn lớn chuyện rồi à. CMN, cái này Diệp Thần thật muốn và Hoa Hạ người bảo vệ khai chiến không? Hắn nổi cơn gì à, lần này đối mặt cũng không phải là một gia tộc, mà là áp đảo Hoa Hạ thể chế trên tồn tại à. Bách Lý Hùng lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, suy tính mấy giây, hắn thở dài một hơi. Biết rõ cái này nước đọng coi như là hoàn toàn bị Diệp Thần khuấy loạn. Hắn cầm lên điện thoại, bấm Trung Nam Hải một cái phòng làm việc. Số 1, xảy ra chuyện lớn, Lâm gia bị Diệp Thần diệt. Cái gì, ngươi nói gì, tin tức nguồn phải chăng chắc chắn? Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo khiếp sợ thanh âm. Chắc chắn, ta đang ở hiện trường. Còn nữa, Phương Chấn Nghiệp ba tên đồ đệ cũng bị Diệp Thần chém giết. Bên đầu điện thoại kia dừng lại ước chừng 10 giây, sau đó mới nói, người tới một chuyến, lập tức cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Thằng nhóc thúi này, thật muốn thọt phá Hoa Hạ thiên tài nguyện ý bỏ qua sao? Hoa Hạ, Hồng Kông đặc khu hành chính. Chỗ Hoa Nam địa khu, Châu Giang cửa khẩu lấy đông. Hồng Kông cùng nước Mỹ New York, London cùng xưng là nữ luân cảng, là toàn bộ cầu ba đại tài chính trung tâm một trong, lại là thế giới thành phố cấp 1. Hồng Kông mặt Tây có một ngọn núi, tên là núi Giang Đạo là một trong Hoa Hạ Thánh Sơn. Giờ phút này núi Giang Đạo trên, một nơi cổ xưa lại trang nghiêm đền, một cái ngồi xếp bằng ông già đột nhiên mở mắt ra. Bởi vì giờ khắc này, trước mặt hắn có ba khối ngọc bài trực tiếp vỡ vụn. Này ngọc bài là sinh mệnh ngọc bài. Ba khối ngọc bài phân biệt viết Phương Nguyên Cát, Phương Nguyên Phong, Phương Nguyên Hải tên chữ. Một khi vỡ vụn, liền đại biểu cái này ba người đã chết, thần hồn câu diệt. Không có sức hồi thiên. Ông già đột nhiên đứng lên, trong mắt lần vài tia máu. Một cổ vô hình tức giận lan khắp hắn toàn thân.
chung quanh trưng bày chân quý đồ cổ toàn bộ vỡ vụn. Thậm chí ngay cả mặt cũng xuất hiện một đạo tiếp theo một đạo kinh khủng kẽ hở. Làm sao có thể, ta ba tên đồ đệ lại chết, Diệp Thần ngươi tên tiểu súc sinh này lại dám động ta phương trấn nghiệp người. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn là ta đồ nhi chôn theo. Phương trấn nghiệp cuồng loạn gầm thét vang khắp đại điện. Ai có thể nghĩ tới, hắn mấy giờ trước phái ra mấy người, lại bị hắn rất miễn cưỡng đưa vào suối vàng. Mấu chốt ba người hiểu trận pháp, chỉ cần ba người liên thủ, giống vậy hoa hạ cao thủ căn bản không có thể chịu đựng. Nhưng là dưới mắt, lại tại sao có như vậy kết quả? Hắn không thể tiếp nhận à? Phương trấn nghiệp một quyền đập ở bên trong phòng một khối cổ xưa trên đá, đá trực tiếp bị văng tung tóe. Hắn cố gắng đem tức giận áp chế, nhưng phát hiện căn bản không áp chế nổi. Cho tới bây giờ không người nào dám đứng ở hắn phương trấn nghiệp phía đối lập, càng không người nào dám động người hắn. Hắn cũng không nhịn được nữa, từ một cái tủ bên trong cầm ra một máy, ở máy móc lên nhấn mấy cái con số. Ngay tức thì, 18 tấm già nua gương mặt xuất hiện ở màn ảnh trên. Lão Phương, tối khuya, người khởi động cái này khẩn cấp trang bị làm gì? Lão Phương, mặt ngươi sắc cũng không tốt xem à. Từng đạo cười đùa trêu ghẹo chi tiếng vang lên, nhưng là Phương Chấn Nghiệp sắc mặt nhưng càng phát ra khó khăn xem. Hồi lâu, Phương Chấn Nghiệp mở miệng nói, khởi động người bảo vệ thẩm phán hội nghị, hôm nay ta muốn thẩm phán một người, người này tên là Diệp Thần. Hoa Hạ Ninh ba người, người này coi thường Hoa Hạ luật pháp, tàn sát đông đảo gia tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, phái ta ra ba vị đệ tử muốn ngăn trở. Nhưng trực tiếp bị hắn chu diệt. Người này tuyệt đối không thể lưu. Ta khởi động cái này thẩm phán hội nghị, liền là muốn chu diệt hắn cửu tộc, bất kỳ cùng người này có liên quan người toàn bộ chu diệt. Nghe được cái này lời nói lạnh như băng, hoàn toàn yên tĩnh. Mấy giây sau đó có người gật đầu tức giận không thôi. Có người không chút do dự đứng ở Phương Chấn Nghiệp lập trường trên. Tiểu súc sinh này, lại có thể lớn như vậy gan. Nên giết. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nhưng là rất nhanh, cũng có người đưa ra phản đối ý kiến, ta không đồng ý, sự việc còn cần điều tra, chỉ bằng vào Phương Chấn Nghiệp không một lời đủ. Ta cũng giữ trung lập, chuyện này có chút kỳ hoặc. Phương Chấn Nghiệp nhìn một cái phản đối và trung lập ý kiến đám người này, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ các người cho rằng ta có cần phải nói láo. Ta một cái hoa hạ người bảo vệ muốn vu hãm một tên tiểu bối. Một cái ông già sờ một cái râu, nói không khách khí chút nào, Phương Chấn Nghiệp, chuyện này điểm khả nghi quá nhiều, thứ nhất, người này tại sao bỗng dưng vô cớ tàn sát người khác gia tộc. Bất kỳ sự việc đều phải nói một cái chữ lý, thứ hai, người ba tên đồ đệ vì sao phải ngăn trở người này. Thứ ba, người vì một tên tiểu tử triệu tập thẩm phán hội nghị, cái này có phải hay không có chút quá. Người hoàn toàn có thể để cho hoa hạ phía chính phủ lực lượng ra tay. Nhưng là ngươi không có làm như vậy. Phương Chấn Nghiệp gắt gao nhìn chằm chằm trong hình đề ra ý kiến phản đối cụ già, tức giận nói, đã như vậy, ba ngày sau, tất cả mọi người đều chạy tới Hoa Hạ Hồng Kông, chúng ta bỏ phiếu quyết định. Trong mắt hắn có sát ý lạnh như băng. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho Diệp Thần bỏ ra giá cực lớn. Kinh thành Đại học Sư phạm, phòng học nhà trọ. Diệp Thần cho Ngụy Dĩnh rót một ly nước sôi. Hỏi, người mới vừa rồi thi triển băng kiếm, có cảm giác gì sao? Ngụy Dĩnh lắc đầu một cái, ta cũng không biết, loại cảm giác đó rất phi diệu. Giống như, ta không nói rõ ràng. Nàng gãi đầu một cái, có chút phiền não. Làm thế nào, ta cảm giác có chút vấn đề, hình như là tinh thần phân liệt, người nói ta muốn không muốn đi xem bác sĩ. Ta luôn cảm giác có một giọng nói và một người khống chế ta, nàng có thể cùng ta đối thoại. Thậm chí nói mình là sát huyết hàn thể. Cuối cùng, nàng hay là đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Chuyện này nàng là quả quyết không thể nào cùng phụ mẫu thậm chí còn bạn gái thân nói. Những người đó tuyệt đối sẽ đem nàng làm người điên. Trước mắt, Diệp Thần không thể nghi ngờ là tốt nhất bày tỏ hết đối tượng. Diệp Thần cau mày, hắn đoán không lầm, vậy địa phách huyền thạch không đè ép được Ngụy Dĩnh trong cơ thể sát huyết hàn thể. Đây không phải là cái gì tinh thần phân liệt, đây là ngươi huyết mạch ngưng tụ lực lượng, hoặc là có thể nói là một cái khác ngươi. Diệp Thần chỉ có thể như thế giải thích. Một cái khác ta, nếu như có một ngày, ta bị tên này khống chế làm như vậy,
nàng có thể hay không chiếm đoạt ta? Vậy ta có thể chết hay không? Ngụy Dĩnh liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Có ít thứ, nàng không hiểu, nhưng là không đại biểu nàng đần. Đây cũng là ta để cho ngươi tu luyện nguyên nhân, bây giờ sát huyết hàn thể ngươi còn có thể khống chế mấy phần, nhưng là lấy sau đó, cái này sát huyết hàn nhận thức càng phát ra cường thế, nàng đại biểu ngươi một người vô cùng bưng, là máu thành ma cũng có thể. Ngươi duy nhất có thể làm chính là tu luyện, ngươi thực lực càng mạnh, ý thức và thần hồn lại càng mạnh, như vậy mới có thể trấn áp sát huyết hàn thể, thậm chí lợi dụng sát huyết hàn thể mạnh mẽ mình. Ngụy Dĩnh nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, đôi mi thanh tú một nhăn mày, sắc mặt tái nhợt. Nàng cũng không muốn bị khống chế. Vậy chỉ có tu luyện. Phòng khách an tĩnh mấy phần, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, con người lộ ra kiên định, ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Nói xong, Ngụy Dĩnh liền đứng lên, hướng mình nhà trọ đi. Nhưng là rất nhanh, nàng lại chiết thân trở về, le lưỡi một cái, nhăn nhó nói, Diệp Thần, ta một người, có chút sợ. Có thể hay không ở chỗ này ở lâu một hồi. Liền một hồi. Diệp Thần nhìn Ngụy Dĩnh dáng vẻ, vẫn gật đầu một cái. Chuyện này vẫn là phải trách móc hắn, hắn ở Ngụy Dĩnh trước mặt giết người, đủ để thành là cái cô gái này ác mộng. Mấu chốt thủ đoạn như vậy tàn bạo. Ngụy Dĩnh lấy được Diệp Thần câu trả lời, cười một tiếng, sau đó liền ngồi ở phát một bên, bắt đầu tu luyện. Nàng chung quanh một mét đất, khí lạnh bức người. Diệp Thần cũng không để ý tới nữa Ngụy Dĩnh, từ luân hồi mộ địa lấy ra bao tân hà từ lâm ra tìm tòi tới một cái cuốn vở. Trên quyển sổ ghi lại vô cùng phức tạp ký hiệu và chữ viết. Đây chỉ có hắn và Diệp Thiên đang có thể xem hiểu. Ví dụ như, giết, cái chữ này, nếu như dùng hai cha con giữa tiếng nói chung tới biểu thị, chính là một cái cương xoa ký hiệu. Bất quá bởi vì sự việc quá lâu xa, Diệp Thần đối với có ít thứ vậy nhớ không quá bầm. Diệp Thần có thể nghĩ đến phụ thân bị kẹt thời điểm, mỗi ngày đêm đêm đang suy nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng không có năng lực. Phụ thân biết mình sẽ đi lâm ra tìm hắn, lại sợ bị rời đi, cho nên dùng loại phương thức này để diễn tả. Lâm ra không sẽ nghi ngờ, chỉ biết cho rằng phụ thân đang đánh phát thời gian. Diệp Thần một trang trang đảo, mỗi một cái ký hiệu phiên dịch thành hoa hạ chữ viết. Dòng dã một tiếng. Hắn rốt cuộc hiểu liền bên trong ý nghĩa. Thần nhi, ta biết ngươi bây giờ hẳn ở xem phong thư này, lúc này ta muốn ta hẳn bị rời đi, không thấy ta, không muốn thất lạc. Ngươi bây giờ có thể có thực lực này, là cha thật rất vui vẻ, là cha mặc dù bị kẹt, nhưng là lại không có bất kỳ nguy hiểm nào, không cần lo lắng. Hiện ngươi là nhà cột trụ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mẹ ngươi là một hiền lành người phụ nữ, những năm này theo ta ăn quá nhiều khổ. Cho tới nay, nàng nguyện vọng đều là chúng ta một nhà có thể có được Giang gia đồng ý, ta cố gắng muốn phải giúp nàng thực hiện, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Nhưng là bây giờ, ta tin tưởng thần nhi ngươi nhất định có thể làm được. Ta không có ở đây đoạn này thời gian, hy vọng ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ ngươi mấy năm này ở U Hồn Ngục giam dính vào phong thấp, nếu như có cơ hội, mang nàng đi tốt nhất bệnh viện xem. Tiếp theo đoạn văn này. Ta do dự hồi lâu, vẫn là quyết định và ngươi nói, thật ra thì vẫn là phải cảm ơn Lâm gia, nếu như không có Lâm gia, ta căn bản không có thể tính hạ tâm lai muốn những thứ này chuyện. Thứ nhất, ta bây giờ tạm thời an toàn, chỉ ít người bình thường muốn giết ta tựa hồ rất mệt khó khăn, trong cơ thể ta thật giống như có trước một đạo lực lượng trong bóng tối bảo vệ ta, ta không biết như vậy hiểu có đúng hay không, nhưng là chỉ ít Lâm gia đã từng muốn đối với ta động thủ. Vẫn bị thất bại, thậm chí động thủ người kia cũng bị thương rất nghiêm trọng. Thứ hai, đoạn này thời gian, ta phát hiện Lâm gia mang ta đi, tựa hồ vì thứ gì cũng hoặc là ra ra ngươi ban đầu lưu lại một ít tin tức, ta ban đầu lấy là Lâm gia là đối với Bội Dung gia tộc cảm thấy hứng thú, nhưng là cuối cùng nhưng phát hiện U Hồn Ngục giam cũng hoặc là Lâm gia, tựa hồ cũng đối với ta Ninh Ba Diệp gia một ít chuyện tình cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ rất nhiều, ta đem hết thảy trải qua sắp xếp. Phát hiện Ninh Ba Diệp ra điểm khả nghi trùng trùng, từ mẹ ngươi có bầu ngươi bắt đầu, ra ra ngươi thật giống như liền đang chuẩn bị cái gì, hắn biết ngươi giới tính, thật sớm là ngươi lấy tên rất hay, từ ngươi một tuổi bắt đầu, ra ra ngươi giống như mỗi năm đều có một cái đặc thù nghi thức, ở ngươi trước ba tuổi, hắn còn mang ngươi đi ba nơi, một cái là Hồng Kông, một cái là núi Côn Lôn, còn có một cái hắn không có nói tỉ mỉ.
hắn đem hết thảy cũng cho ngươi an bài gọn gàng ngăn nắp, thậm chí có chút thần thần thao thao, còn nhớ sinh nhật ngày đó đưa cho ngươi đá sao. Đây cũng là ra ra để cho ta nhất định phải giao cho ngươi, thậm chí giao cho ngươi thời gian điểm vậy phải vô cùng tinh chuẩn. Ngươi nếu như có thời gian, muốn thăm dò thân thế, có thể đi Hồng Kông và núi Côn Lôn xem, còn nữa, ra ra ngươi trước người và một người có mật thiết lui tới, ta không biết người này tên gọi là gì, nhưng là trên cổ hắn xăm ký hiệu, ở một trang cuối cùng. Đến đây, chớ niệm, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mẫu thân ngươi, không thể để cho nàng bị nửa điểm tổn thương. Diệp Thần nhíu mày, lật tới một trang cuối cùng, quả nhiên có một cái hình vẽ. Đây là cổ xưa phản văn, phụ thân mặc dù vẽ siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là đại khái còn có thể thấy rõ. Diệp Thần phát hiện sự việc càng ngày càng phức tạp. Gia Gia đã từng mang hắn đi qua Hồng Kông và núi Côn Lôn. Nếu như hắn không đoán sai, hắn lúc còn rất nhỏ hẳn là đi qua Côn Lôn hư, còn như làm gì sẽ không biết. Còn có Hồng Kông, hắn cũng không nhận là một cái cụ già sẽ mang một người còn không 3 tuổi đứa trẻ đi Hồng Kông du lịch. Trong này tất nhiên có bí mật kinh thiên. Quan hệ đến thân thế, quan hệ đến luân hồi mộ địa, càng quan hệ đến trên người hắn huyết mạch. Phàm căn. Hắn đột nhiên nghĩ tới Sát Lục Đạo Quân một câu nói, nếu như hắn là phàm căn, thế gian tất cả cường giả đều là phế cây. Diệp Thần đi ở sân thượng, đốt một điếu thuốc, suy nghĩ phiêu rất xa. Cho đến một cú điện thoại vang lên. Đến từ Hoa Hạ Trung Nam Hải. Diệp Thần cầm lên điện thoại, bóp tắt khói, do dự mấy giây, vẫn là nhận nghe điện thoại. Diệp Thần, người hẳn biết ta bây giờ gọi cho ngươi, là vì cái gì đi? Bên đầu điện thoại kia một giọng già nua vang lên. Chính là số một vị kia. Tiếng nói trọng tâm dài. Diệp Thần con ngươi híp lại, xin lỗi, ta còn thật không biết. Cụ già ngẩn ra, chợt nghiêm túc nói, Diệp Thần, ta và ngươi nói qua rất nhiều lần, không muốn tiêu diệt Lâm gia, bất kỳ sự việc lưu một đường. Nhưng là lần này, ngươi không chỉ diệt Lâm gia, lại là thủng Lâm gia trận pháp, đem Lâm Ngạo đầu lâu treo ở ngoại môn trên. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như không phải là phát hiện sớm, phỏng đoán Hoa Hạ đã sớm khủng hoảng, những chuyện này ngươi cân nhắc qua không? Còn nữa, ngắn ngủi một tiếng, ta nhận được 600 cái đối với ngươi bất lợi văn kiện, thậm chí có người dự định vận dụng Hoa Hạ chỗ tối lực lượng chân áp ngươi. À, ngươi chém giết một vị Hoa Hạ người bảo vệ, cái này mới qua bao lâu, ngươi lại có thể lại đem Lâm ra diệt, ngươi để cho ta làm sao là ngươi nói chuyện. Ngươi lệ khí quá nặng, nặng đến Hoa Hạ đông đảo người cũng đối với ngươi chỉ trích, ta và Bách Lý Hùng không ngừng là ngươi tranh cãi, nhưng là ở ngươi làm nơi là trước mặt, cũng để cho chúng ta nói đổi được cực kỳ tái nhợt và không có sức. Ở những người đó trong mắt, ngươi đối với Hoa Hạ qua vượt qua xa công. Ngươi là Hoa Hạ cực độ tồn tại nguy hiểm. Diệp Thần cười một tiếng, nụ cười có chút lạnh, ý ngươi là, Lâm gia ta không nên diệt. Ta không phải cái ý này. Tay ngươi đoạn qua, ngươi trọng thương Lâm Tuyệt Long, hết thảy ân oán cũng nên đến đây chấm dứt. Coi như ngươi muốn tiêu diệt Lâm Ngạo, cũng không nên ở nơi này thời gian điểm. Có một số việc, ta muốn một tay giúp ngươi lãm hạ, nhưng căn bản không làm được, sự việc quá lớn, Hoa Hạ người bảo vệ cơ hồ là cái tay che trời, bọn họ có thể thay đổi rất nhiều thứ, thậm chí quyết định một người lệnh, bao gồm ngươi. Ngươi tiêu diệt Lâm ra, ta có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng là ngươi tại sao phải đem Phương Chấn Nghiệp 3 tên học trò chém chết à? Đây là số một khổ sở nhất địa phương. Hoa Hạ đương cục, có vài người vì phòng ngừa Phương Chấn Nghiệp tức giận, đã bắt đầu chuẩn bị đối với Diệp Thần ra tay. Huống chi Diệp Thần giống như là một viên lựu đạn định giờ, đối với Hoa Hạ mà nói uy hiếp quá lớn. Diệp Thần mặc dù tôn kính vị cụ già này, nhưng vẫn là nói ta nguyên tắc sẽ không thay đổi, đừng nói là Phương Chấn Nghiệp 3 tên đồ đệ. Coi như là Phương Chấn Nghiệp tự mình ở ta trước mặt, ta cũng biết dùng hết thảy biện pháp tru diệt người này, người nếu như gọi cho ta chính là vì những chuyện này, vậy ta cúp. Diệp Thần đang chuẩn bị cúp điện thoại, một giọng nói từ bên đầu điện thoại kia vang lên, đoạn này thời gian, ngươi rời đi kinh thành một đoạn thời gian đi, tốt nhất rời đi Hoa Hạ, càng nhanh càng tốt, tối hôm nay sẽ lên đường, nếu không ta không xác định tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Có chút thời điểm. Ta phải là Hoa Hạ cân nhắc, ta không thể nào vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, còn hy vọng ngươi hiểu. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền cúp.
Hắn trở lại phòng khách, nhìn một cái đang tu luyện Ngụy Dĩnh, cũng không nói nhiều cái gì, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết. Dưới mắt, phụ thân và bị thương Lâm Tuyệt Long tất nhiên bị chuyển tới Phương Chấn Nghiệp bên người. Mấu chốt Phương Chấn Nghiệp lại ở nơi nào? Hắn căn bản không có đầu mối. Con đường dù sao cũng cái, thực lực mới là vương đạo. Duy nhất để cho hắn yên tâm địa phương đó chính là mẫu thân và còn lại mấy cái cô bé an nguy có thể bảo đảm. Nhưng mà hắn đáp ứng mẫu thân phải dẫn hồi phụ thân, một nhà đoàn viên, hắn không muốn để cho mẫu thân thất vọng. À, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện Ngụy Dĩnh đã tỉnh lại, khí sắc không tệ. Diệp Thần, người tỉnh à, ta cho ngươi làm một ít điểm tâm. Ngươi có thể nếm thử một chút. Cảm ơn. Diệp Thần ăn điểm tâm xong, bản muốn đi ra ngoài, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Là Bao Tân Hà. Diệp tiên sinh, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi, ta sáng sớm đi lên chỗ này, là bởi vì là lão tổ sự việc. Nghe được câu này, Diệp Thần trong mắt sáng lên, chẳng lẽ Bao gia vị kia hoa hạ người bảo vệ lão tổ, trước thời hạn tới kinh thành. Hắn đã đến sao? Bao Tân Hà trên mặt có chút tiếc nuối vẻ, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, sự việc ra chút vấn đề, lão tổ có thể sẽ không tới kinh thành, bởi vì một ít chuyện tình, hắn trước phải đi một chuyến Hồng Kông. Hồng Kông? Diệp Thần nghe được cái này địa phương có chút nhạy cảm, dẫu sao ngày hôm qua phụ thân trong thơ vậy nhắc tới chỗ này. Chẳng lẽ Hồng Kông có chút cổ quái? Bao Tân Hà gật đầu một cái, Diệp tiên sinh, từ lão tổ trong miệng, lần này... Hoa hạ người bảo vệ ở Hồng Kông sẽ triệu tập một tràng hội nghị nội dung. Chính là bỏ phiếu cân nhắc quyết định ngươi, một khi số phiếu đủ, không chỉ Diệp tiên sinh phải ra chuyện, hơn nữa. Thêm gì nữa? Bao Tân Hà do dự mấy giây, cưỡng bức Diệp Thần uy áp, vẫn là nói, hơn nữa muốn giết liền cửu tộc, người nhà ngươi và bên người nơi có bạn đều không cách nào may mắn tránh khỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe được câu này, Diệp Thần con người bỗng nhiên tràn đầy một đạo lửa giận. Đây là hắn và Phương Chấn Nghiệp ân oán giữa, tại sao phải dính dấp hắn bằng hữu bên cạnh và người nhà? Rất hiển nhiên, Phương Chấn Nghiệp sẽ đối mình làm khó dễ. CMN. Hắn quanh thân cuốn lên một hồi sát ý, hận không được lập tức vò tới Phương Chấn Nghiệp trước mặt, tàn sát hết thảy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi Bao Tân Hà nói. Chàng này hội nghị có phải hay không tất cả mọi người đều sẽ tới trận, Phương Chấn Nghiệp cũng không ngoại lệ đi. Theo lý như vậy, đột nhiên, Bao Tân Hà bừng tỉnh một ít thứ, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, Diệp tiên sinh, người sẽ không dự định đi Hồng Kông chứ? Hồng Kông đi không được à, người đi thì chẳng khác nào chịu chết đi à? Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo rét lạnh độ cong, ta không có kiên nhẫn cùng Phương Chấn Nghiệp tìm tới cửa. Đã như vậy, còn không bằng đi Hồng Kông gặp hắn. Huống chi, ta còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải đi Hồng Kông xử lý. Nói xong, Diệp Thần đột nhiên phát giác cái gì, lạnh như băng con người bắn về phía cửa. Bành! Cửa trực tiếp bị đánh mở. Cửa chống trộm cơ hồ vặn vẹo biến hình. Đồng thời, mấy chục ăn mặc võ trang tác chiến phục, hơi thở kinh khủng cường giả tràn vào. Những thứ này cầm trong tay vũ khí. Con người lạnh như băng, tác chiến phục trên viết hoa hạ hai chữ. Nếu như từ hơi thở tới xem, đám người này cách hợp cảnh trên. Có chút ý tứ, xem tới đây chính là số một trong miệng hoa hạ ẩn núp trong bóng tối lực lượng. Không chỉ như vậy, Diệp Thần nhận được đám người này vũ khí trong tay, đặc biệt áp chế người tu luyện và cổ võ giả công nghệ cao. Giá trị văn hoa. Ban đầu hắn ở Tần Lĩnh Long Mạch gặp qua. Nhưng là trước mắt trên tay những người này đồ hiển nhiên tinh danh hơn lương và nguyên vẹn. Như thực lực này cộng thêm loại vũ khí này, hoa hạ phần lớn cường giả đều có thể trấn áp. Xem ra mình những ngày qua làm một ít chuyện, thật chạm được một số người ích lợi. Ngụy Dĩnh và Bao Tân Hà bày trận mà đợi. Ngay tại gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đang lúc, trong đám người đi ra một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt chữ quốc, hơi thở khủng bố. Đi tới Diệp Thần trước mặt, lấy ra một phần văn kiện. Diệp Thần, phần này văn kiện là phía trên quyết định, xin ngươi phối hợp chúng ta đi một chuyến. Như có phản kháng, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được câu này,
Diệp Thần nhưng là không hoảng hốt không vội vàng ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo chân, ngón tay gõ đầu gối, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cánh cửa này ta thật thích, nhưng là các người đem nó phá hư, cho các người 10 phút, để cho hắn đổi hồi lúc đầu dáng vẻ. Lời nói ngừng ngừng. Diệp Thần ngẩng đầu lên, trong mắt như hàn tinh vậy, nếu như không làm như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Đây là Diệp Thần nhất cường ngạnh đánh lại. Mặt chữ quốc nam tử nghe được Diệp Thần lạnh như băng uy hiếp, còn người có giúp một cái. Hắn lúc tới cũng biết Diệp Thần hết thảy tin tức. Phía trên đối với người này đánh giá chỉ mấy chữ cực độ cuồng ngông và nguy hiểm. Hắn không dám xem thường, vận dụng hoa hạ chỗ tối chiến sĩ mấy chục người. Thậm chí ở trên người mỗi người cũng trang bị mới nhất vũ khí đặc biệt. Đặc biệt nhằm vào giống như Diệp Thần như vậy tồn tại. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nhiều như vậy vũ khí chỉ hắn dưới tình huống, Diệp Thần lại có thể không chút nào sợ hãi dáng vẻ. Thằng nhóc này chẳng lẽ thật cuồng ngông đến lấy là trên đời không người có thể thu thập hắn. Diệp Thần dùng bí thuật chém chết hoa hạ người bảo vệ không giả, nhưng là chẳng lẽ còn có thể chém chết còn lại 19 vị hoa hạ người bảo vệ. Mặt chữ quốc nam tử đem trong tay văn kiện đặt lên bàn, nghĩa tránh ngôn từ nói, Diệp Thần, nể tình ngươi mạo hiểm đã cứu tướng quân phân thượng, ta không muốn đối với ngươi dùng bạo lực trấn áp, ngươi chỉ cần phải cùng chúng ta đi một chuyến, đây coi như là phối hợp điều tra. Diệp Thần nhìn một chút tay đồng hồ, không có động tĩnh, nhàn nhạt nói còn có 8 phút. Nếu như đám người này gõ cửa mời hắn, hắn có thể còn biết phối hợp. Trực tiếp phá cửa mà vào, chẳng lẽ còn muốn mình khoan thứ? Coi như đối phương là hoa hạ quan phương lực lượng, Diệp Thần cũng không cho bất kỳ mặt mũi. Dù là số 1 và Bách Lý Hùng tới, kết quả cũng giống như vậy. Mặt chữ quốc nam tử hơi biến sắc mặt. Còn người lộ ra hung ác vẻ, Diệp Thần, người không phối hợp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, bây giờ đối với người cảnh cáo lần đầu tiên. Cảnh cáo lần thứ hai. Mặt chữ quốc người đàn ông gặp Diệp Thần không có động tĩnh, tức giận nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Động thủ. Dứt lời, trong đó 10 người rối rít bắn ra một viên đạn. Chỉ bất quá viên đạn không phải bắn về phía Diệp Thần, mà là bắn vào 4 phương 8 hướng tường thể trên. Đồng thời, vô số đạo laser lóe lên, rậm rạp chằng chịt. Laser phong tỏa căn phòng học này nhà trọ hết thảy mở miệng, một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên co rút lại. Bao Tân Hà vốn muốn động thủ, nhưng phát hiện một cổ lực lượng vô hình khống chế hắn đan điền. Lại không cách nào sử dụng chân khí. Hắn mặt liền biến sắc, vội vàng nhìn về phía Diệp Thần, Diệp tiên sinh, những thứ này lại có thể để cho nơi này không cách nào sử dụng chân khí. Ngụy Dĩnh sắc mặt cũng là tái nhợt, nàng thậm chí cảm giác có chút khó chịu, tựa như sắp nghẹt thở vậy. Diệp Thần tự nhiên cũng là phát giác không đúng, những người này bắn ra quỷ dị laser cùng với viên đạn, giống như là một cái trận pháp. Trong trận pháp, phong bế hết thảy. Hoa hạ vẫn còn có loại thủ đoạn này. Mặt chữ quốc nam tử nhìn ra 3 người kinh ngạc, khóe miệng lộ ra lau một cái lạnh ý, Diệp Thần, không cách nào vận dụng chân khí. Bây giờ cũng có thể phối hợp đi. Ở hắn trong mắt, coi như là lại người cuồng vọng, cho dù là long, vậy phải ở trước mặt hắn ngoan ngoãn mang vác. Hắn mới vừa dự định tiến lên mang đi Diệp Thần nhưng là mở miệng nói còn có 5 phút. Lời này một nơi, mặt chữ quốc nam tử trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, đổi quyền thành chảo, hung hãn hướng Diệp Thần bả vai vỗ tới. Không có chân khí, cũng chưa có năng lực tác chiến. Hắn muốn phải đối phó Diệp Thần, dễ như trở bàn tay. Mắt xem 5 ngón tay xé không khí, thì phải chạm được Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tay phải bỗng nhiên ra, vạch ra một đạo ưu nhã đường cong. Một giây kế tiếp, trực tiếp giữ lại mặt chữ quốc chàng trai cổ tay. Lực lượng bùng nổ. Rắc rắc, một tiếng, mặt chữ quốc chàng trai cổ tay trực tiếp bị gãy. Đau đớn kịch liệt để cho hắn gương mặt dữ tợn. Sau đó, chủy thủ bên hông rút ra, hướng Diệp Thần động thủ cái tay kia chém tới. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại dám phản kháng. Nếu phản kháng, hắn liền không cần chiếu cố đến nhiều như vậy. Nhưng là còn không chờ dao găm vung ra, Diệp Thần tay cũng đã cầm ở dao găm trên. Linh khí vần quanh, rắc rắc. Một tiếng, dao găm trực tiếp chặn. Mặt chữ quốc nam tử trong mắt trợn to,
nơi này rõ ràng không cách nào vận dụng chân khí, nhưng là Diệp Thần trên tay vậy là cái gì? Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt Diệp Thần trên tay tràn ra hùng hậu chân khí. Còn có 2 phút, thanh âm đạm mạc ở hắn vang lên bên tai. Diệp Thần đã đứng lên, bóng người nhốn nháo, 5 ngón tay vô cùng chuẩn xác giữ lại mặt chữ quốc chàng trai cổ. Chỉ cần hắn thoáng dùng một chút lực, một cái đầu lâu tất nhiên bị vô tình tháo xuống. Máu tươi bão táp. Những chiến sĩ kia thấy một màn này, sắc mặt hoảng hốt. Vũ khí rối rít nhắm ngay Diệp Thần, nhưng căn bản không dám động thủ. Bọn họ lãnh đạo lệnh có thể ở Diệp Thần trên tay à, mấu chốt Diệp Thần động tác quá nhanh, sắp đến bọn họ liền phản ứng thời gian cũng không có, nếu không tuyệt đối có thể thời gian đầu tiên đem Diệp Thần bắn chết. Giờ phút này, mặt chữ quốc nam tử có thể cảm giác được rõ rệt mình bị một cổ tử ý bao trùm. Cái này làm cho hắn thống khổ đến trình độ cao nhất. Sống chết chỉ ở trước mặt cái này người thanh niên thời gian vừa niệm. Diệp Thần, người không muốn lại sai đi xuống, người một khi giết ta, người thì chẳng khác nào và hoa hạ là địch. Người rời đi bây giờ buông tay, hết thảy còn có chỗ trống quay về, ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Diệp Thần trong mắt lạnh như băng, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không có quý trọng. Hắn 5 ngón tay lực lượng càng ngày càng lớn. Lại là đem mặt chữ quốc nam tử rất miễn cưỡng giơ lên, mới vừa muốn ra tay, Lôi Thụ Vĩ xuất hiện ở cửa. Diệp tiên sinh, hạ thủ lưu tình, lần này hoa hạ đối với đúng một chuyện định tính còn chưa có xác định, người chỉ phải phối hợp đi cái hình thức là được rồi. Xin Diệp tiên sinh nể tình ta, thả qua người này. Lôi Thụ Vĩ nhưng mà biết Diệp Thần tính cách, đừng nói vậy mặt chữ quốc chàng trai thân phận, coi như là số 1. Cái này sát thần vậy không nhất định sẽ cho mặt mũi à? Diệp Thần con ngươi nhìn lướt qua Lôi Thụ Vĩ, hung ác trong mắt hỏa hoãn mấy phần. Một giây kế tiếp, trực tiếp đem trên tay nam tử ném ra ngoài. Đối phương hung hãn nện xuống đất vặn vẹo cửa chống trộm trên. Bành! Cửa chống trộm trực tiếp nứt ra, chia 5 x 7. Cường đại lực phản chấn để cho mặt chữ quốc nam tử khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ảm đạm. Diệp Thần, ngươi, mặt chữ quốc nam tử chọi người lên mới vừa muốn nói cái gì, làm hắn thấy một đôi lạnh vô cùng trong mắt, vẫn là đem nói nuốt xuống, hừ lạnh một tiếng. Lôi Thụ Vĩ, mang đi Diệp Thần cũng không phải là số một ý nghĩa, mà là cả đương cục quyết định. Ngươi tự xem làm. Lôi Thụ Vĩ gật đầu một cái, đi tới Diệp Thần trước mặt, cung kính nói, Diệp tiên sinh, bởi vì ngày hôm qua Lâm gia và Hoa Hạ người bảo vệ chuyện. Trung Nam Hải bên kia vỡ lở lên, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với người địch ý, mặc dù số 1 và Bách Lý tướng quân đè ép mấy phần, nhưng là còn chưa đủ, sự việc quá lớn, lần này, những người đó dự định mời ngươi qua đi tìm hiểu tình huống một chút. Ta mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng là chắc đúng Diệp tiên sinh không có bất kỳ tổn thất, còn hy vọng Diệp tiên sinh có thể đi một chút, nếu không số 1 và tướng quân sẽ tương đối khó xử. Diệp Thần do dự mấy giây, cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn đường đi. Hắn ngược lại không phải là xem ở số 1 và Bách Lý Hùng mặt mũi, mà là tò mò đám người này phải thế nào đối với hắn. Nếu như muốn võ lực trấn áp, đám người này phỏng đoán sớm ra tay, vậy chưa đến nỗi loại thái độ này. Diệp Thần hướng bên ngoài bước ra mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước chân ngừng lại, con ngươi nhìn lướt qua sau lưng bị thương mặt chữ quốc nam tử. Ta hy vọng đợi ta trở lại cánh cửa này có thể khôi phục như cũ dáng vẻ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp trắng trợn. Mặt chữ quốc nam tử sắc mặt tái xanh, muốn phải phản bác, nhưng căn bản không dám. Quá mẹ hắn biệt khuất. Cái này từ ngồi vị trí này, cái nào cổ võ giả cũng hoặc là người tu luyện dám không cho hắn mặt mũi. Nhưng là trước mắt tiểu tử cuồng vọng kia căn bản không đem hắn để trong mắt. CMN. Mấu chốt hắn liền tức giận trong lòng cũng không dám phát tiết à. Còn nữa, những cái kia hạn chế đổ đối với người khác có thể hữu dụng, nhưng là đối với ta căn bản không có tác dụng, lần sau đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệp Thần cuối cùng ném ra những lời này, liền và Lôi Thụ Vĩ hướng cửa thang máy đi. Cùng Diệp Thần rời đi sau đó, mặt chữ quốc nam tử mới một cước đạp trên đất tan vỡ cửa chống trộm trên. Một tên thủ hạ nhìn một cái sắc mặt tái xanh mặt chữ quốc nam tử, vẫn mở miệng nói, lãnh đạo, cái này. Tiếp theo nên làm cái gì?
Mặt chữ quốc nam tử quả đấm cầm chặt, sau đó buông, tức giận nói, còn mẹ hắn có thể làm sao, trực tiếp liên lạc ngành tương quan, đổi một miếng giống nhau như đúc cửa. Diệp Thần và Lôi Thụ Vĩ đi xuống lầu, bởi vì vội vàng, lần này Lôi Thụ Vĩ mở là xe mình. Là một chiếc Infiniti xe thương vụ. Diệp Thần lên xe, xe trực tiếp hướng trung tâm thành phố đi. Đại khái 20 phút sau đó, xe lái vào một nơi khí thế khoáng đạt đền. Đền trên có hoa hạ ký hiệu. Không chỉ như vậy, nhất mặt trên còn có mấy cái giả dặn có lực nóng kim chữ viết võ đạo Pháp Đình. Bên ngoài có mấy trăm vị tràn đầy võ đạo hơi thở quân nhân đang đi tuần. Đông Nam Tây Bắc tất cả phương hướng, Diệp Thần cũng có thể cảm giác được một đôi tròng mắt lạnh như băng trong bóng tối rình rập. Những người này thực lực rất mạnh. Thậm chí để cho Diệp Thần có một tia uy hiếp cảm giác. Xem ra hoa hạ thật không đơn giản như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Bất quá cũng đúng, hoa hạ nếu như không có như vậy một chi ẩn núp lực lượng, những cái kia võ đạo thực lực cực mạnh tồn tại khởi không phải có thể muốn làm gì thì làm. Lôi Thụ Vĩ mang Diệp Thần đi tới một cánh cửa trước, cửa còn không có mở ra, hắn đối với Diệp Thần vẫn là giao phó nói. Diệp tiên sinh, trong này nhưng có mấy vị đại nhân vật. Bất kể như thế nào, xin thu điểm, nếu như lại xảy ra chuyện gì, thật không ép xuống nổi. Ta trong lòng hiểu rõ. Diệp Thần nói, người yên tâm, ta không phải cái loại đó thích người gây chuyện. Nghe được câu này, Lôi Thụ Vĩ thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu. Những lời này ngươi nói ra không sợ xấu hổ. Dõi mắt toàn bộ hoa hạ, cũng chưa có sao ngươi còn biết gây chuyện. Kéo kẹt. Đẩy cửa ra. Diệp Thần và Lôi Thụ Vĩ đi vào. Bên trong là một cái đại hội đường, có thể chứa ngàn người, giờ phút này lại là không còn chỗ ngồi. Diệp Thần thấy không ít người quen, Ứng Kình cùng với Long Hồn không thiếu chiến sĩ đều ở bên trong, thân thể thẳng tắp, khi thấy Diệp Thần, rối rít đứng lên, chào một cái quân lễ. Bái kiến giáo quan. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng trung ương sân khấu đi tới đi. Lôi Thụ Vĩ không có đi theo. Mà lại yên lặng ngồi ở Ứng Kình bên người một cái chỗ trống. Cái này rất dài nấc thang, Diệp Thần có thể cảm giác đến vô số đạo ánh mắt lạnh như băng đồng loạt bắn tới. Toàn bộ đại hội đường thậm chí có chút nháo hò hét. Chửi rủa, cười nhạo, chỉ điểm, cuốn tới. Nếu như ánh mắt có thể hóa là lưỡi đao sắc bén, Diệp Thần thân thể phỏng đoán đã sớm thiên sang bách khổng. Liền liền phía sau Lôi Thụ Vĩ diễn cảm cũng có chút không đúng. Hắn vốn cho là chẳng qua là tìm Diệp Thần điều tra, bây giờ nhìn lại, sự việc thật giống như không có đơn giản như vậy. Diệp Thần đi tới ở giữa nhất phủ trên đài. Phía trên ngồi 10 người. Ở giữa nhất là số 1, Bách Lý Hùng ngồi ở nhất phía bên phải, trừ cái này 2 người, ngoài ra 8 người hắn cũng không có gặp qua. Diệp Thần không có xem tin tức thói quen, tự nhiên vậy không biết những người này chân thật nhất thân phận. Nhưng là hắn có thể từ ngoài ra 8 người trong ánh mắt cảm giác được một tia không tốt. Số 1 thở dài một tiếng, nhìn Diệp Thần dùng môi tiếng nói, ngươi không nên tới, thật không nên tới. Ngay tại lúc này, một cái tóc bạc muối tiêu, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn cụ già đứng lên, lạnh lùng nói, Diệp Thần, ngươi lại có thể thật dám tới nơi này. Tốt, rất tốt. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua đài võ đạo đánh một trận, ngươi tạo thành mấy trăm người thương vong. Người có thể thừa nhận. Tóc trắng lão người trong giọng nói tràn đầy tức giận và cao cao tại thượng. Tựa như hắn có quyền thẩm phán hết thảy. Diệp Thần nhướng mày một cái, tìm cái ghế ngồi xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão kia người, nhàn nhạt nói, ta không thừa nhận, còn có ngươi hiểu qua chuyện này căn nguyên sao? Ai động thủ trước, ngươi chẳng lẽ mù? Hắn nói tiếng nói không khách khí chút nào. Lời này vừa nói ra, dưới đài đám người bàn luận sôi nổi. Câu hỏi nhưng mà hoa hạ võ đạo gia tộc hội liên hợp lý sự trưởng Bàng Dũng. Bàng Dũng thái độ như thế, đứng sau lưng hoa hạ rất nhiều võ đạo gia tộc lợi ích. Mấu chốt Bàng Dũng thân phận đặc thù, ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Bàng Dũng khí không được, sắc mặt đỏ ửng, thằng nhóc thúi, chuyện này tạm không nói, hôm qua diệt môn Lâm gia, nhưng mà ngươi làm. Còn có vị kia hoa hạ người bảo vệ nhưng mà ngươi chém giết. Ngươi có biết hoa hạ người bảo vệ đối với hoa hạ trọng yếu bực nào sao? Bọn họ an bang hoa hạ thế cục, không có những người này, cũng chưa có hoa hạ ngày hôm nay.
Diệp Thần đốt một điếu thuốc, đứng lên, nở nụ cười lạnh, phá xấu xa cục võ đạo quy tắc, nhúng tay đài võ đạo đấu tranh, nếu như Hoa Hạ người bảo vệ đều là loại dáng vẻ này, ta Diệp Thần gặp một cái, giết một cái. Ta trả lời như vậy, ngươi hài lòng không? T. Dưới đài đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoa Hạ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám như thế và Hoa Hạ người bảo vệ đối nghịch à? Cái này Diệp Thần chẳng lẽ là điên rồi phải không? Huống chi, trên đài có những người này chính là Hoa Hạ người bảo vệ con rối à? Vốn là muốn điều tra người trong cuộc ý kiến, hiện ở nơi này cái gọi là người trong cuộc giống như bom vậy, trực tiếp một chút đốt. Cái này mẹ hắn còn điều tra cái dám à? Bàng Dũng sắc mặt ảm đạm, tức giận không được, Diệp Thần, người dựa vào võ đạo thực lực cường đại, tùy tiện hủy diệt gia tộc, coi trời bằng vung. Thậm chí liền Hoa Hạ người bảo vệ thân phận đều không chú ý đạt tới, người đối với Hoa Hạ tạo thành cực lớn an toàn tai họa ngầm, ta đề nghị trực tiếp võ lực trấn áp, diệt đi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía số 1, cái này Bàng Dũng ý kiến nhằm nhò gì. Ngay tại lúc này, Bách Lý Hùng mở miệng nói, ta không đồng ý Bàng Dũng đồng chí ý kiến, thứ nhất, căn cứ đúng một chuyện đầu đuôi, Diệp Thần một mực thuộc về bị động phương, Lâm gia, đài võ đạo truyện. Thậm chí còn Hoa Hạ người bảo vệ, Diệp Thần đều là bị động giết người. Thứ hai, Diệp Thần đối với Hoa Hạ có cống hiến to lớn, hắn là Long Hồn Tổng Giáo Quan, lại là Hoa Hạ Thiếu Tướng, lại là cứu vớt Tần Lĩnh Long Mạch, chuyện này liên lụy quần chúng có mấy trăm triệu người, công đại tại qua. Ngay tại lúc này, một cái giống vậy thân mặc quân trang trung niên nam tử, mở miệng nói, Diệp Thần đối với Hoa Hạ có công không tệ, nhưng là hắn thành tựu Hoa Hạ Tổng Giáo Quan thậm chí còn Thượng Tướng. Bây giờ được là chính là ở bôi đen. Trung niên nam tử kêu Phan Quốc Hoa, thân phận địa vị và Bách Lý Hùng không sai biệt lắm. Tay cầm quyền hành, mặc dù không có thiết huyết xoanh cường đại như vậy, nhưng là hắn trong tay một cái đội ngũ cũng là kỳ binh, là Hoa Hạ làm ra nhiều lần cống hiến. Bàng Dũng cũng là phụ họa Phan Quốc Hoa nói, lúc này mới một ngày thời gian, Diệp Thần liền làm ra loại chuyện này, nếu như lại tiếp theo, tất nhiên sẽ ảnh hưởng Hoa Hạ dẹp yên. Loại người này trừ triệt tiêu chức vị, chỉ có trấn áp. Nếu không vô cùng hậu hoạn. Ta đồng ý, ta đồng ý. Ta giữ trung lập. Bách Lý Hùng sắc mặt tái xanh, còn kém đập bàn đi. Hắn nhìn về phía Phan Quốc Hoa và Bàng Dũng, gần từng chữ chết một cái Hoa Hạ người bảo vệ thì như thế nào. Diệp Thần nếu có thể chém chết Hoa Hạ người bảo vệ. Đây là võ đạo giới ưu thắng liệt thái. Hoa Hạ có Diệp Thần mới có thể chân tránh làm được trăm trận trăm thắng. Các người đám người này chẳng lẽ không suy nghĩ một chút, vậy 20 người ở phía trên thao túng quá lâu, chẳng lẽ cũng không nên có một người đứng ra đánh vỡ trước mắt bế tắc. Lần trước Long Mạch chuyện, những cái kia Hoa Hạ người bảo vệ ra tay. Không có. Phan Quốc Hoa còn có người Bàng Dũng, các người sau lưng cũng đứng trước lợi ích đoàn thể, các người nói lên vấn đề chính là vì các người người sau lưng. Đừng lấy là ta không biết. Các người như thế nhằm vào Diệp Thần chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau? Bách Lý Hùng chỉ hai người, thanh âm lạnh như băng. Phan Quốc Hoa hừ lạnh một tiếng, Bách Lý Hùng, ngươi lời này có ý gì? Ta biết ngươi và thằng nhóc này có tư giao. Ngươi khắp nơi là thằng nhóc này nói chuyện, ta thật hoài nghi ngươi đối với Hoa Hạ có phải hay không trung thành, thiết huyết doanh ở bên trong tay ngươi có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Phía trên 9 người bàn luận sôi nổi. Bách Lý Hùng là Diệp Thần tranh cãi, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đều là đứng ở Diệp Thần phía đối lập. Trong chốc lát Bách Lý Hùng thậm chí trở thành mâu thuẫn tâm điểm. Mấu chốt những thứ này thân ở địa vị cao người nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Bách Lý Hùng đã cảm giác được Diệp Thần trên mình phun trào ra vẻ tức giận. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Thần xử lý thủ đoạn rất có thể cực đoan. Tốt! Ở nơi này là... Một mực trầm mặc vị kia ở giữa nhất cụ già lên tiếng. Chính là số 1. Số 1 nhìn một cái Diệp Thần, nhàn nhạt nói, chuyện này ta từ đầu tới đuôi cũng hiểu qua, Diệp Thần xử lý phương thức quả thật có chút qua, nhưng là điểm xuất phát nhưng là chính xác, dù là ta thuộc về Diệp Thần tình cảnh, ta có thể vậy sẽ làm như vậy. Đừng quên, Diệp Thần và chúng ta lớn nhất khác biệt, hắn là một người trẻ trẻ chẳng lẽ không phải là phụ mẫu và người bên cạnh mình cân nhắc. Tại tình, Diệp Thần cách làm không có sai. Tại lý, Diệp Thần thủ đoạn cực đoan. Chuyện này không cần bàn lại, Hoa Hạ không thể trấn áp Diệp Thần,
nhưng là một ít giá phải trả, Diệp Thần vẫn là phải bỏ ra. Chí ít, hết thảy kinh tế tổn thất đều do Diệp Thần tới gánh vác. Nghe đến lời này, tất cả mọi người diễn cảm động lại, rất rõ ràng, thủ trưởng là muốn đảm bảo Diệp Thần à. Tình cảnh một lần yên tĩnh. Mấy giây sau đó, Phan Quốc Hòa đứng lên, nghiêm túc nói, thủ trưởng, ta tôn trọng ngươi ý kiến, nhưng là chỉ một bồi thường kinh tế tổn thất có phải hay không quá đơn giản. Diệp Thần dưới cờ có tập đoàn Thiên Chính, tiền tài đối với hắn mà nói lại coi là cái gì? Số một nhìn lướt qua Phan Quốc Hoa, vậy ngươi cảm thấy phải làm sao? Trấn áp Diệp Thần, không thể nào, càng không thể nào nhốt người này. Phan Quốc Hoa con ngươi một chuyển, hắn rất rõ ràng xóa đi Diệp Thần là căn bản không thể nào. Duy nhất có thể làm liền để cho Diệp Thần khó chịu nhất. Phương Trấn Nghiệp đại nhân sáng sớm hôm nay gọi cho hắn điện thoại rất rõ ràng, coi như Diệp Thần không chết, cũng phải hắn bỏ ra giá cực lớn. Dù là ngay trước vô số người để cho thằng nhóc này khó chịu cũng được. Võ đạo một đường, ảnh hưởng tâm tính so giết một người còn nghiêm trọng. Đột nhiên, Phan Quốc Hoa nghĩ tới điều gì, con người hiện lên lãnh ý, ta đề nghị triệt tiêu Diệp Thần cấp bậc thiếu tướng, lấy xuống Long Hồn Tổng giáo quan chức phụ, đuổi ra khỏi quân sự hệ thống. Loại này điểm như người, chỉ biết ô nhục cái này hai cái chức vị. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Ở mấy ngàn trước mặt người, tước đoạt Diệp Thần cấp bậc, đây chính là to lớn sỉ nhục à. Mấu chốt từ Hoa Hạ lịch sử tới nay, cấp bậc thiếu tướng, chỉ có thăng, không có hàng à. Nếu quả thật như vậy, vậy Diệp Thần có thể muốn thành là Hoa Hạ quân sự trên lịch sử thiên đại cười nhạo. Bách Lý Hùng cũng không nhịn được nữa, vỗ bàn một cái, đứng lên, Phan Quốc Hoa, người mẹ hắn có ý gì? Ta cái đầu tiên phản đối. Phan Quốc Hoa không sợ chút nào, Bách Lý Hùng, chuyện này không phải ngươi định đoạt. Dù là bỏ phiếu quyết định, phần lớn người cũng là cái ý này. Hoặc là trấn áp Diệp Thần, hoặc là tước đoạt chức vị. Ta tin tưởng số một cũng không có ý kiến, dẫu sao số một không thể nào đứng ở Diệp Thần góc độ cân nhắc sự việc. Giờ khắc này, số một do dự. Hắn vị trí, không thể có tư tâm, đây là tất nhiên, hắn thở dài một cái. Vẫn là nói, bỏ phiếu quyết định đi. Rất hiển nhiên, trừ Bách Lý Hùng bỏ phiếu phản đối, còn lại 8 người tất cả đều tán thành. Dưới đài Lôi Thụ Vĩ thấy một màn này, quả đấm cầm chặt. Nổi gân xanh. Ban đầu Long Hồn Tổng giáo quan là hắn mời Diệp Thần. Thậm chí cấp bậc thiếu tướng giấy chứng nhận cũng là đích thân hắn cho Diệp Thần. Bây giờ đám người này mấy câu nói liền tước đoạt Diệp Thần những thứ này, không phải để cho Diệp Thần khó chịu sao? CMN, một đám cao cao tại thượng người. Lôi Thụ Vĩ một quyền vỗ ở bên cạnh tay vịn trên. Tay vịn trực tiếp gãy lìa. Không riêng gì hắn, những cái kia đang ngồi Long Hồn chiến sĩ tất cả đều tức giận không nhẹ. Diệp Thần thực lực mọi người quá rõ ràng. Diệp Thần ban đầu mạo hiểm cứu ứng kình các người, phần ân tình này Long Hồn nhớ. Không chỉ như vậy, Diệp Thần dạy cho Long Hồn một chút đồ, đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu. Bây giờ Diệp Thần cái này tổng giáo quan phải rời khỏi, ai nguyện ý à? Trên đài Phan Quốc Hoa trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, rút lui hết ngươi cấp bậc thiếu tướng, còn nữa, hủy bỏ ngươi Hoa Hạ Long Hồn tổng giáo quan, ngươi có gì dị nghị không? Giao ra vậy hai bản chứng, sau đó rời đi, chuyện này Hoa Hạ không truy cứu nữa, nhưng là như có lần sau, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần nhìn trên đài Phan Quốc Hoa cùng với mọi người, cười. Đám người này là cố ý để cho hắn khó chịu không được. Bất quá, thật lấy là hắn sẽ quan tâm hai thứ này. Ở hắn trong mắt, đừng nói thiếu tướng, coi như là cao hơn nữa chức vị, hắn vậy không cảm giác hứng thú chút nào. Cái này Hoa Hạ thậm chí còn toàn bộ trái đất, hồi nào không phải nhỏ bé như ở trước mắt ai đâu. Coi như đám người này có quyền thế ngút trời, nắm trong tay vô số tài nguyên, bọn họ cuối cùng chỉ là một người phàm. Trăm năm sau này chung quy hóa thành bụi đất. Mà hắn Diệp Thần ngàn năm sau đó, thậm chí còn vạn năm, vẫn ở đó. Đến lúc hắn chỉ có thể ở trên đỉnh núi nhìn xuống vậy đất vàng và mộ bia, cảm khái ngàn năm trước chuyện. Diệp Thần từ trong túi móc ra vậy hai bản giấy chứng nhận, trực tiếp phùng ở trên cái băng ghế, tiêu vẩy rời đi. Sau này Hoa Hạ chuyện, hắn sẽ không nhúng tay. Chỉ hy vọng đám người này không yêu cầu đến mình.
Ngay tại Diệp Thần bước ra mấy bước, phía dưới một đạo giày chi tiếng vang lên. Nếu muốn xóa đi Diệp Thần tổng giáo quan, ta Lôi Thụ Vĩ thỉnh cầu áo gấm về làng. Rời đi long hồn. Chẳng ai nghĩ tới, Lôi Thụ Vĩ lúc này đứng ra. Hắn thành tựu Hoa Hạ long hồn người phụ trách, lại vì Diệp Thần đứng dậy. Rời đi long hồn. Phan Quốc Hoa nụ cười cứng ngắc, Lôi Thụ Vĩ cử động này không thể nghi ngờ là đánh mặt hắn à. Long hồn người phụ trách rời đi long hồn, đây coi là chuyện gì à? Mấu chốt Lôi Thụ Vĩ lại có thể đem mình tiền đồ tống táng à? Phản ứng lại Phan Quốc Hoa, hừ lạnh một tiếng, được. Lôi Thụ Vĩ, đây là ngươi tự tìm. Rời đi long hồn, ngươi lại coi là cái gì? Còn nữa, long hồn không thiếu một mình ngươi lãnh đạo. Ngươi không làm, có chính là người sẽ làm. Lôi Thụ Vĩ không để ý đến, hắn hướng Diệp Thần đi tới. Hắn không hối hận. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần trên người giá trị vượt xa hết thảy. Nhưng là ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Ứng Kình đứng lên, chào một cái quân lễ, nghĩa chánh ngôn từ nói, Ứng Kình bởi vì bệnh tật khốn khổ, thỉnh cầu giải ngũ, rời đi long hồn. Mong phê chuẩn. Dứt lời, hắn bên cạnh trăm vị long hồn chiến sĩ toàn đều đứng lên. Thân thể thẳng tắp. Ta Chu Kỳ bệnh tật khốn khổ, thỉnh cầu giải ngũ, rời đi long hồn. Ta Lưu Long thỉnh cầu giải ngũ, rời đi long hồn. Tất cả long hồn chiến sĩ cũng chuẩn bị rời đi long hồn. Một màn này, trực tiếp rung động tất cả mọi người. Thậm chí liền Diệp Thần cũng bị kinh hãi. Không có Lôi Thụ Vĩ, long hồn tự nhiên có thể vận hành. Nhưng là không có long hồn chiến sĩ, vậy còn tên gì long hồn à? Mấu chốt những thứ này long hồn chiến sĩ một khi rời đi, vậy đối với Hoa Hạ mà nói, nhưng mà thiên tổn thất lớn à? Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần tước đoạt long hồn tổng giáo quan, sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy à? Phan Quốc Hoa sắc mặt đỏ lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia long hồn chiến sĩ, chỉ cảm thấy từng cái bàn tay phiến ở mặt hắn lên. Ở hắn trong mắt, đám người này không thể nghi ngờ là đứng ở hắn phía đối lập. Hắn vốn là muốn cho Diệp Thần khó chịu. Bây giờ lại có thể ngược lại, khó chịu là chính hắn à? Cái này mẹ hắn tên gì chuyện à? Ẩu tả. Tất cả đều là ẩu tả. Bàng Dũng diễn cảm lúc sáng lúc tối, khó khăn xem đến mức tận cùng. Giờ khắc này, không chỉ dưới đài tất cả mọi người giật mình, trên đài mười sắc mặt người khẩn trương, long hồn nếu như giải tán, đây chính là thiên đại chuyện à. Mấu chốt ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần sẽ có lớn như vậy bản lãnh à. Phan Quốc Hoa chân thực không nhịn được, tức giận cả người phát run, chỉ Lôi Thụ Vĩ và đám kia long hồn chiến sĩ nói, các người thành tựu long hồn chiến sĩ, có biết mình đang làm gì, và một cái điểm như người đồng lưu hợp ô. Các người lấy là mình rất nghĩa khí sao? Nếu như các người còn dám xách chuyện này, tất cả đều lên võ đạo pháp đình giải thích. Tước đoạt các người hết thảy quyền lợi. Bách Lý Hùng cũng là đứng dậy, mở miệng nói, Phan Quốc Hoa, người có cái gì tư cách làm loại này quyết định? Còn nữa, ta có thể cũng phải nghỉ phép một đoạn thời gian, chẳng lẽ người cũng phải ta giải thích, tước đoạt ta quyền lực? Lời này vừa nói ra, Phan Quốc Hoa không dám nói tiếp nữa. Long hồn nếu như giải tán, hơn nữa Bách Lý Hùng nghỉ phép, vậy chuyện nghiêm trọng trình độ thật là khó mà lường được. Mấu chốt Thiết Huyết Doanh chỉ nghe Bách Lý Hùng một người à. Chuyện này đã không phải là Phan Quốc Hoa có thể khống chế. Diệp Thần đi tới Lôi Thụ Vĩ cùng với Ứng Kình bên người, mở miệng nói, các người hoàn toàn không cần như vậy, ta mặc dù là các ngươi tổng giáo quan, nhưng là ta đi long hồn số lần quá thiếu, không có ta, các người như thường có thể rất tốt. Diệp Thần trong lòng thật ra thì có chút cảm động, rất cảm ơn những người này lúc này đứng ra. Hắn thậm chí cảm giác được mình cái này long hồn tổng giáo quan có chút không xứng chức. Nửa năm qua này, đi long hồn tổng bộ số lần hai cái tay cũng đếm tới đây. Lôi Thụ Vĩ nhưng nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, người tới long hồn số lần quả thật không nhiều, nhưng là ngươi làm sự việc so với bất kỳ một người nào giáo quan đều trọng yếu. Ngươi đan dược, võ học của ngươi, không biết cứu nhiều ít long hồn chiến sĩ lệnh. Phần ân tình này, Hoa Hạ long hồn nhớ kỹ. Không có Diệp tiên sinh, cũng chưa có long hồn. Huống chi, đây là chúng ta người lựa chọn. Mỗi một vị Hoa Hạ long hồn chiến sĩ mặc dù có sứ mạng cảm, nhưng là chúng ta rõ ràng đúng sai.
Trên đài vị kia giọng quá mức, nếu hắn cho rằng mình có thể nắm trong tay hết thảy, tin tưởng không có long hồn, hắn như thường có năng lực thành lập thay thế long hồn đội ngũ. Những lời này thanh âm không lớn, nhưng là bởi vì yên lặng, nhưng truyền rất xa. Thậm chí truyền đến Phan Quốc Hoa trong tai. Phan Quốc Hoa tròng mắt đỏ thẫm, gương mặt tức giận biến thành màu đen. Muốn khống chế tâm trạng cũng không làm được. Đám người này chẳng lẽ dự định tạo phản? Cái gì gọi là nắm trong tay hết thảy? Càn rỡ! Hắn mới vừa muốn đứng lên, hướng Lôi Thụ Vĩ đi tới, số một lại lên tiếng, chuyện này vẫn tồn tại tranh cãi. Ta tin tưởng mọi người vậy không hy vọng thấy long hồn giải tán đi. Long hồn là bảo vệ Hoa Hạ một chi trọng yếu lực lượng, có tồn tại tất nhiên. Diệp Thần rời đi, đám người này cử động, chứng minh long hồn ngưng tụ lực, vậy chứng minh chúng ta quyết định vẫn chưa trưởng thành. Chuyện này trước khác lại, ta đề nghị tạm thời cất giữ Diệp Thần cấp bậc và tổng giáo quan chức vị, tình huống cụ thể, thảo luận lại. Số một giọng có một loại không thể nghi ngờ ý nghĩa. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có sự lựa chọn này. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tất cả mọi người rối rít đồng ý. Bàng Dũng và Phan Quốc Hoa muốn nói cái gì, vẫn là rất miễn cưỡng nuốt xuống. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng cùng với vậy nhét vào trên cái băng ghế hai bản chứng, quả đấm cầm chặt. Vốn định ảnh hưởng Diệp Thần đạo tâm, bây giờ nhìn lại, ảnh hưởng nhưng là bọn họ. Đây càng giống như là tự rước lấy. Diệp Thần và Long Hồn chiến sĩ trò chuyện mấy câu, vậy không cần phải sẽ ở chỗ này ở lâu. Còn như Long Hồn tổng giáo quan cùng với cấp bậc thượng tướng. Hắn không quan tâm. Ai muốn ai cầm. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là Hồng Kông chuyện, Phương Trần Ôn Hòa Bao Tân Hà Lão Tổ đều ở đây Hồng Kông. Mình phụ thân cùng với Lâm Tuyệt Long cũng có thể ở Hồng Kông. Còn có ban đầu ra ra tại sao phải mang hắn đi Hồng Kông? Rất có thể, Hồng Kông có thân thế của hắn chi mê. Thậm chí Hồng Kông và Luân Hồi Mộ Địa có quan hệ. Hắn trực tiếp đi ra bên ngoài, hít thở một cái không khí mới mẻ, sau đó cầm ra điện thoại di động mới, bấm Lục Lăng Phong điện thoại. Tiếp theo long hồn lực lượng hắn là tạm thời không dự định mượn, mặc dù không có cách chức, nhưng là vì long hồn những cái kia huynh đệ. Vẫn là giữ một chút khoảng cách thì tốt hơn. Nếu không vậy Phan Quốc Hoa vận dụng quyền lực đối với những người đó làm khó dễ cũng không tốt. Dưới mắt, ám điện và tập đoàn thiên chính lực lượng, vậy là đủ rồi. Ta mẫu thân còn có những cái kia cô gái thế nào? Có không có hỏi tới chuyện ta? Điện thoại tiếp thông, Diệp Thần hỏi. Lục Lăng Phong trả lời, khải bẩm điện chủ, ngày thứ nhất các nàng ngược lại là hỏi qua ta nhiều lần liên quan tới ngươi tin tức. Thậm chí dự định rời đi ám điện, sau đó không biết tại sao, các nàng đều lựa chọn tiến vào phòng tu luyện, mấy ngày nay phòng tu luyện thường xuyên có đột phá động tĩnh. Diệp Thần gật đầu một cái, bỏ mặc nói thế nào, mấy ngày nay phải nghĩ biện pháp mang về phụ thân, nếu không không cách nào và mẫu thân giao phó. Chợt, hắn lại nói, Lục Lăng Phong, người đối với Hồng Kông đặc khu hành chính hiểu rõ không? Bên kia có hay không lực lượng có thể vận dụng? Bên đầu điện thoại kia Lục Lăng Phong ngẩn ra, chợt trả lời, điện chủ, trước huyết mai điện có một bộ phận sát thủ ở bên kia thi hành nhiệm vụ, coi như quen thuộc, nơi đó có một cái chi nhánh có thể lợi dụng, chỉ bất quá lực lượng không tính là quá lớn. Hồng Kông bên kia thế lực rắc rối phức tạp, huyết mai điện ở nơi đó tương đối yếu kém, chúng ta lực lượng chủ yếu vẫn là tại đại lục. Được, giúp ta an bài kinh thành một chuyến bay đi Hồng Kông đặc khu hành tránh máy bay tư nhân, càng nhanh càng tốt. Điện chủ. Bởi vì máy bay tư nhân đại khái một tiếng sau cất cánh, Diệp Thần liền trở về kinh thành một chuyến đại học sư phạm phòng học nhà trọ. Nhà trọ cửa đã sửa chữa lại, khóa vẫn là lúc đầu khóa. Diệp Thần coi như hài lòng, hắn gọi điện thoại cho Bao Tân Hà, bản muốn hỏi một chút đối phương có muốn đi chung hay không Hồng Kông, nhưng phát hiện Bao Tân Hà thì đã ở Hồng Kông đặc khu hành chính. Xem ra tên này hẳn là trước thời hạn đi nghênh đón Bao gia lão tổ đi. Diệp Thần chỉ có thể xóa bỏ, sửa sang lại một chút bên trong nhà đồ, liền đóng cửa lại, chuẩn bị rời đi. Cùng từ Hồng Kông bên kia trở về, đến lúc đó liền đem mẫu thân, Tôn Di cùng với Hạ Nhược Tuyết nhận được mới Diệp gia, thành lập bảo vệ tộc trận pháp, cũng nên nói cho tất cả mọi người cũng hoặc là những thế lực kia, Diệp gia từ đây thành lập. Cửa mới vừa đóng lại, Ngụy Dĩnh cửa nhưng mở ra.
Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền phát hiện Ngụy Dĩnh kéo dương hành lý đi ra. Để cho Diệp Thần bất ngờ là Ngụy Dĩnh đổi một bộ trang điểm, quần jean 9 tấc cộng thêm một nhà màu trắng tơ lụa trắng áo sơ mi, đem nàng lồi lõm thích thú vóc người làm nổi lên tinh tế. Áo sơ mi đuôi bầy nhét vào quần jean bên trong, bắp đùi thon dài cùng với tròn trịa cái mông bại lộ không bỏ sót. Tơ lụa trắng áo sơ mi tới ngực chỗ lại là kẹp một cặp kính mát. Giống nhau là một bộ đi du lịch hình dáng. Ngụy Dĩnh, người không đi học, dự định đi ra ngoài du lịch. Diệp Thần hiếu kỳ nói. Ngụy Dĩnh khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, yên lặng đi tới Diệp Thần bên người, sau đó nói, người không phải mới vừa hẹn người đi Hồng Kông sao? Cái đó, ngươi xem ta có được hay không? Huống chi ngươi và Bao Tân Hà một cái người đàn ông có cái gì tốt du lịch, không bằng mang theo ta. Ta muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc, muốn vóc người có vóc người, lại hiểu tiếng Anh, Hồng Kông nhưng mà thành phố lớn quốc tế hóa, nói không chừng ngươi còn cần một người thông dịch đây. Huống chi cùng người đẹp đồng hành, ngươi hẳn không thua thiệt đi. Ngụy Dĩnh gặp Diệp Thần không có phản ứng, lại giả dạng làm vô tội dáng vẻ. Nói, Diệp Thần, ta mới vừa hướng tổ bộ môn bên kia xin nghỉ phép năm, hơn nữa ta cho tới bây giờ không đi Hồng Kông du lịch qua, ngươi liền thỏa mãn một cái ta nho nhỏ tâm nguyện thôi, ta từ nhỏ liền muốn đi Hồng Kông Walt Disney, cảng Victoria. Nếu như ngươi không mang theo ta đi, ta liền chỉ có thể tự đi. Diệp Thần nhìn Ngụy Dĩnh điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Ngụy Dĩnh ngươi thật muốn đi. Nói trước minh. Ta cũng không phải là đi chơi, ta có chuyện rất trọng yếu đi làm, đến nơi đó ngươi phải nghe ta. Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì Ngụy Dĩnh trên cổ viên kia địa phách huyền thạch đã không cách nào trấn áp sát huyết hàn thể. Không đem Ngụy Dĩnh mang theo bên người, nàng rất có thể xảy ra chuyện. Đợi tới máy bay trên, hắn còn phải nghĩ biện pháp lần nữa luyện hóa một viên địa phách huyền thạch, dùng để trấn áp Ngụy Dĩnh trong cơ thể vậy đạo lực tính. Ngụy Dĩnh gặp Diệp Thần đáp ứng, cả người nhảy cỡn lên, ngực phập phồng, sau đó lại là đè xuống thang máy. Diệp Thần, ta thật là yêu ngươi chết được. Để cho Diệp Thần kinh ngạc là, Ngụy Dĩnh môi đỏ mọng lại trực tiếp hôn vào mặt hắn gò má trên. Ngụy Dĩnh ý thức được mình thất thố, lúng túng cười một tiếng, tạm thời kích động. Hi hi. Kinh thành sân bay Hoa Nguyên. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh lên một chiếc cỡ nhỏ máy bay tư nhân. Máy bay tư nhân bên trong cực kỳ sang trọng, Ngụy Dĩnh quả thực kinh ngạc một cái. Nàng biết Diệp Thần rất lợi hại, nhưng căn bản không biết Diệp Thần như thế có tiền. Máy bay rất nhanh hướng Hồng Kông đặc khu hành tránh bay đi. Không lâu lắm, Diệp Thần mang luyện chế xong địa phách huyền thạch đi tới Ngụy Dĩnh trước mặt, đem ngươi trên cổ dây chuyền tháo xuống một hồi. Ngụy Dĩnh ngẩn ra, trong cơ thể ta vật kia có thể hay không chạy đến. Không biết. Ngụy Dĩnh nửa tin nửa ngờ đem dây chuyền hái xuống, thả vào Diệp Thần lòng bàn tay. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, ánh sáng thoáng qua, một viên sáng chói địa phách huyền thạch vững vàng khảm nạm trong đó. Bây giờ dây chuyền và ban đầu so với chênh lệch quá nhiều, thậm chí để cho người một cái liền có thể cảm giác được dây chuyền này lưu động từng đạo ánh sáng rực rỡ. Cho ngươi. Ngụy Dĩnh nhận lấy dây chuyền, kích động đến mức tận cùng. Lại là thở dài nói, điều này sao có thể? Diệp Thần ngươi đây cũng là cái gì thuật pháp không được. Bây giờ dây chuyền này cũng không chỉ đẹp như thế đơn giản, bên trong có một đạo linh phù, chí ít có thể giúp ngươi ngăn cản một đạo tổn thương. Hơn nữa vẫn quy củ cũ, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên lấy xuống hạ dây chuyền này, ngươi bây giờ tu vi vẫn là không cách nào trấn áp sát huyết hàn thể, nói không chừng sẽ bị sát huyết hàn thể lao ra trong cơ thể mà tổn thương. Diệp Thần dặn dò. Biết đâu, cảm ơn. Ngụy Dĩnh gương mặt ửng đỏ, tựa như sợi dây chuyền này ban cho nghi thức cảm vậy. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp nhận một cái bé trai lễ vật. 3 tiếng sau đó, Hồng Kông phi trường quốc tế. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh xuống máy bay, bầu trời có chút khói mù. Sau đó, liền thấy một cái mang mũ lưỡi trai nam tử tới đón máy bay, trong tay nắm bảng dứt khoát viết Diệp Thần tên chữ. Đồng thời tên chữ dưới góc phải vẽ một đạo sáng chói hoa mai. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh tiến lên, vậy mũ lưỡi trai nam tử thấy là Diệp Thần, vội vàng tháo cái nón xuống nhẹ giọng nói, điện chủ. Ừ, về trước khách sạn nói sau. Điện chủ.
Mũ lưỡi trai nam tử mang Diệp Thần lên một chiếc xe nhỏ màu đen, xe một người cưỡi ngựa tuyệt trần, đi thẳng tới Hồng Kông Lệ Tư các bữa tiệc tiệm. Hồng Kông cao cấp khách sạn một trong. Ở vào vòng quanh thế giới mua bán quảng trường nóc 103 tầng tới 1 tầng 18, do nước Mỹ sang trọng khách sạn thương hiệu Lệ Tư các bữa tiệc tiệm tập đoàn kinh doanh. Dọc theo đường đi, Diệp Thần vậy hiểu được mũ lưỡi trai chàng trai tên là Tiền Kiến Trung, là Hồng Kông huyết mai điện sát thủ nghiệp vụ người phụ trách. Hắn thử nghiệm hỏi một ít Hoa Hạ người bảo vệ sự việc, nhưng là để cho hắn thất vọng chính là, Tiền Kiến Trung đối với Hoa Hạ người bảo vệ không quá rõ. Diệp Thần chỉ có thể xóa bỏ, bất quá hay là để cho Tiền Kiến Trung lưu ý một chút Hoa Hạ người bảo vệ sự việc. Đến gian phòng, Tiền Kiến Trung đem hành lý buông xuống, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, liền hỏi, những người còn lại ở Hồng Kông bên này như thế nào? Tiền Kiến Trung diễn cảm động lại, chợt cười khổ nói, điện chủ, huyết mai điện từ đổi là ám điện, chém đứt săn giết nhiệm vụ, bên này phần lớn người chỉ có thể tiếp việc riêng, thực không dám giấu giếm. Phần lớn người đối với ngài ý kiến vẫn là rất lớn. Hơn nữa Hồng Kông bên này thế lực rắc rối phức tạp, chúng ta đã bị không thiếu lực lượng bị thương nặng, lại phối hợp không đi xuống, cũng không biết ở Hồng Kông bên này trú đóng, có vài người thậm chí dự định trở lại kinh thành trụ sở chính đi. Diệp Thần nghe được Tiền Kiến Trung mà nói, ngược lại là không nghĩ tới ám điện ở bên này sẽ thảm như vậy. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cũng đúng. Săn giết nhiệm vụ là tất cả ám điện lợi ích của nhân viên nguồn. Chém hết lợi ích nguồn, đám người này sinh hoạt cũng biết khó khăn, càng không cần phải nói chuyện khác. Ngay tại lúc này, Tiền Kiến Trung điện thoại di động reo, hắn nhìn một cái nội dung tin ngắn, hơi biến sắc mặt, sau đó liền đối với Diệp Thần nói, điện chủ, người mới vừa xuống máy bay, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, ta bây giờ trên tay có chút gấp chuyện phải xử lý, nếu như ngài có bất kỳ vấn đề có thể gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Tiền Kiến Trung liền vội vàng đi ra ngoài. Ở Tiền Kiến Trung trong mắt, Diệp Thần cố nhiên là điện chủ. Nhưng là bây giờ Hồng Kông ám điện nhất là tranh cãi tồn tại. Nếu như không phải là người đàn ông này, Hồng Kông ám điện cũng không khả năng biến thành như bây giờ tình cảnh. Bây giờ Hồng Kông ám điện, 90% người cũng đối với cái này điện chủ khịt mũi coi thường. Liền Tiền Kiến Trung. Ban đầu ám điện trụ sở chính để cho hắn tới đón điện chủ, hắn thời gian đầu tiên là cự tuyệt. Nhưng là cưỡng bức tổng bộ làm áp lực, hắn vẫn làm theo. Hồng Kông thành tựu Hoa Hạ đặc khu hành chính, thế lực của nơi này rắc rối phức tạp, muốn ở chỗ này còn sống, cực kỳ khó khăn. Từ triệt tiêu ám sát nghiệp vụ bắt đầu, Hồng Kông ám điện liền bị nhiều cái thế lực vây quét, không cần lạc quan. Mới vừa rồi tin nhắn ngắn. Chính là Hồng Kông ám điện xảy ra chuyện. Hắn vậy dự định trông cậy vào trước mắt cái này điện chủ. Cái này điện chủ có thể ở Hồng Kông thiếu phiền toái hắn liền đốt nhang lớn. Diệp Thần nhìn Tiền Kiến Trung vội vàng rời đi, khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ có thể cảm giác được là Hồng Kông ám điện xảy ra chuyện. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng là ám điện điện chủ. Coi như là vì ám điện, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ngụy Dĩnh, người ở khách sạn nghỉ ngơi một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thần phân phó nói. Ngụy Dĩnh tự nhiên đoán được Diệp Thần phải làm gì, nàng biết rõ tự đi cũng có thể là giúp qua loa, liền gật đầu một cái, yên lặng ở gian phòng sửa sang lại thi lễ. Hồng Kông, Cửu Long Ngọc Tuyền biệt thự số 47. Đây là ám điện ở 5 năm trước liền cho mướn Hồng Kông ám điện đại bản doanh. Ám điện mặc dù bị chém rơi ám sát lợi ích, nhưng là thiếu tiền ngược lại cũng chưa nói tới. Chỉ bất quá không có nhiệm vụ, nhưng đổi được vô chi vô giác. Mà giờ khắc này, trong biệt thự bầu không khí nhưng là ngưng trọng đến mức tận cùng, thậm chí đi đôi với nồng đậm máu tanh chi vị. Một cái ăn mặc Âu phục người đàn ông đứng ở bên cửa sổ, quan sát phong cảnh phía ngoài, trên tay hắn tràn đầy máu tươi. Mà hắn sau lưng nhưng là mười mấy vị ám điện sát thủ. Chỉ bất quá cái này mười mấy người đều bị bất đồng trình độ tổn thương, trong mắt hiện lên kiêng kỵ ý. Đột nhiên, tây trang nam tử xoay người, hắn trên mặt có một cái đao sẹo thật dài, nhìn thấy mà giật mình. Người rốt cuộc là ai, tại sao phải đối với chúng ta động thủ? Chúng ta không thù không oán. Một cái ám điện cường giả mở miệng nói. Tây trang nam tử khóe miệng lộ ra lau một cái rét lạnh nụ cười, năm ngón tay nắm chặt.
trong tay bắn ra một đạo cực mạnh khí lưu. Nháy mắt tức thì, cái đó nói chuyện ám điện cường giả liền bị chém đứt liền một cánh tay. Không thù không oán, bây giờ không thì có. Ám điện mọi người sắc mặt biến đổi, trong mắt có sâu đậm sợ hãi. Mặc dù bọn họ rất muốn phản kháng, nhưng là trước mặt người đàn ông này thực lực quá kinh khủng. Bọn họ liền giãy giụa quyền lực cũng không có à. Các người biết ta tại sao không giết các người sao? Tây Trang nam tử mở miệng nói. Bởi vì ta thích các người tề, đang động tay. Bây giờ, người đã đông đủ. Từ bây giờ về sau, Hồng Kông không có ám điện. Một giây kế tiếp, Tây Trang nam tử tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, năm ngón tay là móng, hướng cửa đi. Xé kéo. Cửa thép trực tiếp bị xé, đang muốn bước vào tiền kiến chung con người co giúp một cái, cảm giác được sát ý, một quyền cuộn sạch đi. Bành. Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm, tiền kiến chung chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, ngũ tạng lục phủ đều bị cực kỳ kinh khủng đụng. Ngươi là ai? Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Tây Trang nam tử liền xuất hiện ở tiền kiến chung sau lưng, một chưởng vỗ ra. Một cái hư ảnh rơi xuống, tiền kiến chung khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể nhập diều đứt dây bay ra ngoài. Cuối cùng vững vàng nện ở đám kia ám điện cường giả bên người. Thực lực thật là nghiền ép. Vậy làm sao đánh à? Ta là ai? Tây Trang nam tử cười lạnh một tiếng, ta từ hoa hạ núi Côn Lôn tới, về phần tại sao giết các người, chết người thật có quyền biết, có người muốn mua các người Hồng Kông ám điện mạng của tất cả mọi người. Tốt lắm, cũng nên đưa các người lên đường, có thể chết ở ta thủ hạ, các người cũng nên cảm giác vinh hạnh. Dứt lời, Tây Trang chàng trai lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm mang sắc bén, cuộn sạch ra cuồn cuộn sắc bén, làm cho lòng người sợ hãi. Tiền kiến chung thậm chí còn Hồng Kông ám điện tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ lạnh như băng tự ý bọc toàn thân. Mặc dù bọn họ có mười mấy người, nhưng là mười mấy người lực lượng căn bản không bằng đối phương một người. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc cường giả à. Mấu chốt bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra có một ngày, ám điện người sẽ bị người khác mua lệnh. Oanh! Tây Trang nam tử quanh thân khí thế bung ra. Tóc theo gió múa, gió lớn chính giữa. Tây Trang bót bót vang dội. Kiếm quang đầy trời, ý định giết người lăng như vậy. Mấy bước bước ra, Tây Trang nam tử chính là chạy thẳng tới ám điện tất cả mọi người đi. Ý định giết người dậy, mưa gió động, mưa như thác đổ rơi. Hắn khóe miệng lộ ra lạnh như băng thêm thực cốt nụ cười, ở hắn xem ra, giết hại để cho hắn điên cuồng. Xé kéo. Một đạo cực kỳ kinh khủng sắc bén trực tiếp rơi xuống. Mắt xem thì phải một kiếm chặt đứt tất cả mọi người đầu lâu. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Kiếm ý dưới, lại xuất hiện một cái ăn mặc đồ dạo phố thanh niên. Thanh niên con người hơi chăm chú, nhàn nhạt nói, bọn họ là ta ám điện người, người có tư cách động sao. Nghe được cái này thanh âm, tiền kiến chung chợt ngẩng đầu lên. Hắn diễn cảm tựa như gặp quỷ vậy. Thanh âm này bất ngờ chính là điện chủ thanh âm à. Mấu chốt điện chủ làm sao tới à? Đưa không chết được. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện Diệp Thần lạnh nhạt đưa tay ra. Năm ngón tay dương ra, chỉ như vậy hướng vậy đạo khủng bố kiếm ý bắt đi. Giờ khắc này, không chỉ tiền kiến chung bối rối. Những cái kia ám điện cường giả diễn cảm cũng thay đổi. Cái này Tây Trang chàng trai thực lực bọn họ nhưng mà đã lĩnh giáo rồi, hết sức kinh người. Nhưng là lại có ngu đần chỉ như vậy đi bắt kiếm ý. Điên rồi. Điện chủ, không muốn. Tiền kiến chung kinh hô thành tiếng. Nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người sắc mặt đổi được quỷ dị. Thằng nhóc này chính là ám điện mới nhậm chức điện chủ. Ám điện chủ sở chính lúc nào luân lạc đến nước này, lại tìm như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm điện chủ. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, thậm chí đã có người quyết định. Một khi bọn họ sống sót, liền từ đây thoát khỏi ám điện. Loại này tổ chức, không muốn cũng được. Tây Trang nam tử thấy Diệp Thần cử động điên cuồng, cũng là cười nhạt liền liền, thứ không biết chết sống. Mặt hắn lên hiện lên một ít tàn nhẫn và đắc ý. Hắn thậm chí đã thấy máu tươi tiệm nhiễm hình ảnh. Nhưng mà, kiếm ý rơi vào Diệp Thần lòng bàn tay nháy mắt. Ai vậy không nghĩ tới? Ca, thanh âm thanh thúy. Thình lình vang lên. Hết thảy ngừng.
Thời gian định cách. Tại tất cả người hoảng sợ trong tròng mắt, Diệp Thần cánh tay lao ra một đạo hồng quang. Tựa như một cái huyết long. Vậy cuồng bạo kiếm ý hoàn toàn tiêu tán. Không chỉ như vậy, Tây Trang chàng trai linh kiếm cũng bị mà Diệp Thần bắt được. Rất miễn cưỡng bắt được. Sau đó, kiếm, chặn. Hóa là đối với không có mảnh vỡ, rơi ở trên mặt đất. Làm sao có thể, Tây Trang nam tử diễn cảm dữ tợn, ánh mắt thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Kiếm ý của hắn làm sao có thể bị người vô căn cứ mượn. Vậy ánh đỏ vậy là cái gì? Tại sao thật giống như nghe được long ngâm? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta là ám điện điện chủ, Diệp Thần. Dứt lời, Diệp Thần động. Oanh! Đâm rách tiếng vang trong. Diệp Thần, một quyền đập ra. Một quyền này, quá nhanh. Sắp đến Tây Trang nam tử liền ngăn trở nội lực cũng không có. Trực tiếp xuyên thủng. Yên tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ biệt thự đều yên tĩnh lại. Những cái kia Hồng Công ám điện cường giả gắt gao nhìn chằm chằm bay rớt ra ngoài Tây Trang nam tử. Lồng ngực kia lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Mấu chốt bọn họ căn bản không nghĩ tới, nghiền ép như vậy bọn họ cường giả lại bị trước mắt cái này người thanh niên một quyền đánh bại. Càng buồn cười là, cái này người thanh niên chính là bọn họ đoạn này thời gian nhất khịt mũi coi thường và khinh thường tồn tại. Cái đó đem huyết mai điện đẩy về phía ám điện vực sâu điện chủ. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Tây Trang chàng trai thân thể nện ở thủy tinh công nghiệp trên. Mảng lớn thủy tinh công nghiệp vỡ vụn. Tây Trang nam tử có thể thấy rõ ràng mình ngực đang không ngừng chảy xuôi máu tươi, hắn xương cốt toàn thân cơ hồ gãy lìa. Lạnh như băng chết ý bao trùm tới. Hắn con người bỗng nhiên co rúm một cái, cố gắng trỏi người lên, muốn rời khỏi, nhưng phát hiện tên ma quỷ kia giống vậy thanh niên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai phái ngươi tới? Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên. Tây Trang nam tử ngẩn ra, đầu ngón tay vừa định bắn ra một đạo ám khí. Diệp Thần tay như tia chớp vậy giữ lại tay hắn cổ tay. Ta không có kiên nhẫn, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Dứt lời, chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng, hắn muốn vận dụng ám khí tay trực tiếp chặn. Đau tê tâm liệt phế đau để cho hắn cắn răng nghiến lợi. Sau đó một đôi bàn tay trực tiếp giữ lại hắn cổ họng, màu đỏ sát khí bàn lượn quanh ở bàn tay to kia bây giờ. Tây Trang nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn rất rõ ràng. Ở người trẻ tuổi này trước mặt, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Mấu chốt Hồng Công lúc nào xuất hiện loại cao thủ này. Cảm thụ trên cổ truyền tới nghẹt thở cảm giác, hắn mở miệng nói, ta là Hồng Công Lý gia người, người không thể động ta. Còn nữa, ta tông môn ở núi Côn Lôn chỗ sâu, người nếu dám giết ta, ta bảo đảm, người sẽ. Tây Trang nam tử lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền trực tiếp bẻ gãy đối phương cổ. Hồng Công Lý gia, chính là câu trả lời. Trừ cái này ra, người đàn ông này không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía đám kia ám điện cường giả. Một cái ánh mắt, vậy mười mấy người rối rít quỳ xuống. Bái kiến điện chủ. Giờ khắc này, bọn họ thật lòng khâm phục. Cũng như thực lực này và quả quyết sát phạt điện chủ, mới là bọn họ truy tìm đối tượng. Diệp Thần đối với loại tràng diện này đã thành thói quen, trực tiếp mở miệng nói. Ta lần đầu tiên tới Hồng Kông, ngược lại không biết rõ các người bây giờ tình cảnh, không quá ta sẽ ở chỗ này ở mấy ngày, nếu như các người có phiền toái, có thể đánh ta điện thoại. Còn nữa, ai có thể nói cho ta, lý ra tại sao phải vận dụng loại cao thủ này đi đối phó các người? Chẳng lẽ các người ám sát lý ra người? Tiền Kiến Trung vội vàng đứng dậy. Nghiêm túc nói, khải bẩm điện chủ, Lý gia là Hồng Kông gia tộc cao cấp, vốn và võ đạo thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí Lý gia ở trên quốc tế cũng có nhất định danh tiếng, chúng ta căn bản không có thể ám sát loại người này, cái này không khác nào muốn chết sao. Diệp Thần nhướng mày một cái, vậy tại sao Lý gia phải phái ra loại cao thủ này xóa sạch các người? Tiền Kiến Trung lắc đầu một cái, hắn đối với chuyện này cũng có chút không biết. Ngay tại lúc này, một cái người mặc áo da, sắc mặt tái nhợt người phụ nữ đứng dậy, điện chủ, ta cảm thấy chuyện này có thể và ta có liên quan. Tiền Kiến Trung nhìn về phía áo da cô gái, lạnh lùng nói, người đoạn này thời gian đều ở đây ám điện, cũng không có tiếp nhận vụ làm sao có thể và ngươi có liên quan.
Áo da cô gái nhìn một cái Diệp Thần, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, giải thích, điện chủ, ta phạm vào một cái sai lầm, tối ngày hôm qua, ta nhận một cái việc riêng, không có nói cho mọi người. Xin điện chủ trừng phạt. Lời này vừa nói ra, tất cả ám điện cường giả hơi biến sắc mặt. Ám điện sát thủ ở bên ngoài tiếp việc riêng, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng chuyện. Tiền kiến trung hận không được một cái tát đã qua. Liền bởi vì là một cái việc riêng, thiếu chút nữa hại toàn bộ Hồng Kông ám điện. Mắt xem một cái tát thì phải rơi xuống, vẫn bị Diệp Thần ngăn cản. Nghe nàng nói xong, tiền kiến trung hung hăng trợn mắt nhìn một cái cô gái áo da, đem tức giận chế trụ điện chủ. Cô gái áo da nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, ngày hôm qua có người liên lạc với ta, để cho ta ám sát một vị Hồng Kông quyền quý, tiền thưởng là một quả tử vân huyền thạch. Ở trong tối giết trước, ta từng gặp qua Lý gia con trai trưởng và người này đàm luận núi Giang Đạo một chuyện, cụ thể ta nghe không quá thanh, thật giống như đang nói gì hoa hạ người bảo vệ sự việc. Ta lúc ấy cũng cảm giác được không đúng, dẫu sao núi Giang Đạo là Hồng Kông Thánh Sơn, không người dám bước vào, nó lại là Hồng Kông nơi này cơ mật cao cấp một trong. Tất cả gia tộc lớn cơ hồ không dám để ra núi Giang Đạo chuyện, nhưng là Lý gia và vị kia quyền quý tại sao phải nhiều lần nói tới. Thật giống như đang bí mật chuẩn bị cái gì. Ta đoán Lý gia đã phát hiện vị kia quyền quý chết và ám điện có liên quan, lúc này mới vận dụng lực lượng đem chúng ta ám điện diệt đi. Chuyện này bởi vì ta lên, cũng nên do ta kết thúc, điện chủ, ta sai lầm, ta chỉ có thể lấy chết tạ tội. Dứt lời, cô gái áo da từ mình ủng ra trong rút ra chỗ một cây chủy thủ, không chút do dự hướng ngực đâm tới. Nhưng là còn không có đâm vào. Diệp Thần hai ngón tay liền kẹp lấy chủy thủ kia. Rắc rắc, dao găm trực tiếp gãy lìa. Ngươi không cần chết, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Cô gái áo da ngẩn ra, nhưng mà ta thiếu chút nữa hại mọi người, nếu như không có điện chủ, ta chính là Hồng Kông ám điện tội nhân. Diệp Thần con ngươi híp lại, ngươi cung cấp cho ta một cái tin tức rất trọng yếu, tin tức này đủ để đền bù ngươi sai lầm. Đối với Diệp Thần mà nói, vốn là hắn còn đối với hoa hạ người bảo vệ sự việc không chỗ ra tay. Bây giờ nhìn lại, núi Giang Đạo chính là cửa đột phá. Nếu như hắn không đoán sai, lần này hoa hạ người bảo vệ gặp nhau địa phương chính là cái này Hồng Kông vô số người kiêng kỵ núi Giang Đạo. Cô gái áo da cùng với tiền kiến trung vốn muốn nói cái gì, Diệp Thần đã lấy ra mười mấy viên thuốc. Nhẹ nhàng ném đi, cái này mười mấy viên thuốc giống như bị người khống chế vậy. Trôi lơ lửng ở trước mặt từng người một. Những thứ này Hồng Kông ám điện cường giả thấy một màn này, thật là kinh vi thiên nhân. Đây chính là chỉ có thần tiên mới có thể có thủ đoạn à. Những đan dược này đối với thương thế của các ngươi thế có rất lớn chỗ tốt, chỗ này đã không an toàn, tiếp theo các người đổi chỗ khác. Diệp Thần trong tay lại bắn ra một bản thẻ ngân hàng, bị tiền kiến trung vững vàng bắt. Tờ này thẻ ngân hàng đủ các người ở Hồng Kông lựa chọn chỗ tốt nhất ẩn núp, cùng ổn định sau đó liền cùng kinh thành Lục Lăng Phong liên lạc, ám điện kế tiếp cải cách, các người đều phải tham dự. Còn nữa, tiền kiến chung, các người sửa sang lại một phần núi Giang Đạo cặn kẽ nhất tư liệu, buổi tối trước phát đến ta hộp thơ điện tử. Tiền kiến chung gật đầu như dã tỏi, điện chủ, chuyện này ta nhất định cho ngài làm xong, chỉ bất quá, ám điện vốn lưu động rất sung túc. Cái thẻ này chúng ta cũng không cần. Cầm đi, Hồng Kông ám điện bây giờ cần dùng tiền, ta cũng không hy vọng ám điện người qua như vậy chán nản. Ở ta trước khi rời đi, ta còn hy vọng ám điện có thể thành là Hồng Kông đệ nhất thế lực. Giao phó xong hết thảy, Diệp Thần liền hướng bên ngoài đi. Dẫu sao sát huyết hàn thể Ngụy Dĩnh một người ở khách sạn, hắn không phải rất yên tâm. Tiền kiến trung và còn lại ám điện cường giả nhìn Diệp Thần hình bóng. Có chút hoảng hốt. Hồng Kông đệ nhất thế lực. Điện chủ này lòng cũng quá lớn liền đi. Bất quá bọn họ cũng không cảm giác được không có khả năng, dẫu sao điện chủ thực lực bày ở chỗ này. Nếu như ám điện thật thành là Hồng Kông đệ nhất thế lực, vậy cũng sẽ không phát sinh nữa ngày hôm nay như vậy chuyện. Tất cả mọi người cũng liếc nhìn nhau, sau đó trịnh trọng gật đầu một cái, xem ra mọi người nghĩ đều giống nhau. Hồng Kông lệ tư các bữa tiệc tiệm. Diệp Thần trở lại khách sạn gian phòng, ở phòng khách cũng không có phát hiện Ngụy Dĩnh bóng người. Giữa lúc hắn chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, lại nghe được bên trong phòng tắm truyền tới rào rào tiếng nước chảy. Không chỉ như vậy,
trên ghế salon còn ném trước một kiện màu hồng nịt vú. Mập mờ hết sức, hắn theo bản năng hướng phòng vệ sinh nhìn lướt qua, diễn cảm có chút động lại. Bởi vì khách sạn phòng tắm là thủy tinh mờ, mơ hồ bây giờ có thể thấy Ngụy Dĩnh vậy lồi lõm thích thú vóc người. Mấu chốt bây giờ Ngụy Dĩnh không có mặc gì à? Vậy đường cong mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng là nhưng cho người mơ tưởng viễn vong. Diệp Thần vì tránh nguy hiểm, vừa mới chuẩn bị đi khách sạn dưới lầu xem, kẽo kẹt. Một tiếng, cửa phòng tắm thủy tinh cửa mở ra. Chỉ gặp một đôi chân ngọc bước đi ra, ngay sau đó là thon dài thêm trắng nõn bắp đùi. Lộ ra mượt mà trơn nhẵn chân châu vai, vóc người lung linh phù đột, to lớn sóng lớn mãnh liệt không giữ lại chút nào hiện ra, phơi bày hai cái thon dài lại trắng nõn ngó sen non vậy cánh tay, một cách tự nhiên rũ xuống nhỏ như rắn nước vậy eo nhỏ lên. Một đầu ướt nhẹp mái tóc dài, như thác nước nghiêng xuống, phủ qua vai rồi rớt xuống. Giọt nước chảy xuống. Khắp nơi đều là nhiếp tâm hồn người. Ngụy Dĩnh trực tiếp từ trong phòng tắm đi ra. Trong miệng kêu tiểu khúc, tựa hồ tâm tình không tệ. Đoán chừng là vì cầm bên ngoài khăn lông, tay thanh tú móc một cái, vừa mới chuẩn bị lau chùi nước trên người, nàng đột nhiên phát giác cái gì. Dư quang trong thấy được một cái bóng đen. Nàng cứng ngắc chuyển động cổ, một giây kế tiếp, bốn mắt nhìn nhau. Toàn bộ gian phòng tựa như rơi vào yên lặng. Ngụy Dĩnh hô hấp cũng bình ở, một tia ánh nắng đỏ rực leo lên cổ, rồi đến gò má. Mấy giây sau đó, Ngụy Dĩnh hoàn toàn kịp phản ứng, vội vàng dùng khăn lông chặn lại ngực. Nhưng là chặn lại ngực, nửa người dưới nhưng vẫn không có mặc gì à. Diệp Thần, ngươi còn không xoay người. Đây là Ngụy Dĩnh lần đầu tiên như vậy thẳng thắn bại lộ mình thân thể. Mấu chốt vẫn bị Diệp Thần thấy. Nàng sau này làm sao còn gặp người à? Nàng lấy là Diệp Thần muốn rất trở lại trễ, ai có thể nghĩ tới, một tiếng cũng không có đến, hắn trở về à? Sớm biết cũng không tắm. Diệp Thần nghe được Ngụy Dĩnh thanh âm, cái này mới phản ứng được, xoay người, vừa vặn điện thoại vang lên. Hắn chỉ có thể cõng qua thân, lui đến phòng khách khóc chết, lúng túng tiếp thông cú điện thoại kia. Ngụy Dĩnh thở ra một hơi, vội vàng lau chùi thân thể. Cùng lau khô sau đó, liền che ngực khách tới thính cầm quần áo. Má của nàng càng ngày càng đỏ, tựa như có thể nhỏ máu. Nàng dư quang nhìn lén Diệp Thần nhiều lần, phát hiện Diệp Thần cũng không có trộm xem. Nhưng là không biết tại sao, nàng nhưng trong lòng ngược lại kỳ vọng Diệp Thần có thể trộm xem, nếu như Diệp Thần trộm xem, ít nhất nói rõ mình vóc người hấp dẫn người. Mà giờ khắc này Diệp Thần, dĩ nhiên không biết Ngụy Dĩnh ý nghĩ trong lòng. Hắn nhận được là Bao Tân Hà điện thoại. Trong điện thoại, Bao Tân Hà đã gặp được Bao gia lão tổ, lại là ước định tối hôm nay 8 điểm ở Hồng Kông Cửu Long Trà Lâu gặp mặt. Lần này Hoa Hạ người bảo vệ tề tụ Hồng Kông, có thể gặp tình hình có bao nhiêu nghiêm trọng. Cúp điện thoại, Diệp Thần tầm mắt liền rơi vào mặc xong quần áo Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh đang cắn môi đỏ mọng, gò má đỏ ửng, thẹn thùng nhìn Diệp Thần. Cái đó... Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Ngụy Dĩnh nhưng dẫn đầu mở miệng trước, chuyện này ngươi cái gì cũng không biết, mới vừa rồi không có gì phát sinh, đúng không? Còn nữa, Diệp Thần ta bây giờ có chút đói, mang ta đi ăn một chút gì thôi. Ngụy Dĩnh nói sang chuyện khác, nàng có thể cảm giác được mình gương mặt vẫn là rất nóng. Được, dưới lầu vừa vặn có xoay tròn nhà ăn, chúng ta hơi đi ăn chút. Cùng lúc đó, núi Giang Đạo. Phương Chấn Nghiệp trước mặt quỳ một cái ăn mặc trường bào người đàn ông. Để cho ngươi chuyện điều tra tình như thế nào? Phương Chấn Nghiệp lau chùi một thanh kiếm, hỏi. Trường bào người đàn ông cầm trong tay máy tính bảng đưa tới. Phương Tông Sư, mời xem. Phương Chấn Nghiệp nhìn lướt qua máy tính bảng, hừ lạnh một tiếng, ta cũng không thích loại này hiện đại hóa đồ, ngươi nói thẳng là được. Trường bào nam tử ngẩn ra, cười xoa nói, phải, Phương Tông Sư. Ngươi để cho ta chú ý thằng nhóc kia, ngay tại sáng sớm hôm nay rời đi kinh thành. Phương Chấn Nghiệp ngừng lại, đem kiếm cắm kiếm vào vỏ trong, hừ. Thằng nhóc này lại còn suy nghĩ chạy trốn, coi như hắn chạy tới nước ngoài đi, ta cũng có thể bắt hắn trở lại. Cuồng ngông hạng người cũng chỉ có loại này hèn yếu cử chỉ. Phương Tông Sư, ngươi hiểu lầm, thằng nhóc kia cũng không có chạy trốn, ngược lại. Ngược lại cái gì? Ngươi như lại ấp a ấp úng,
ta trực tiếp đem ngươi chém. Phương Chấn Nghiệp tức giận nói. Nghe được lời này tiếng nói, Trường Bào nam tử không dám thở mạnh một cái, vội vàng nói, Phương Tông Sư, căn cứ tin tức mới nhất, thằng nhóc kia ngồi máy bay tư nhân đi tới Hồng Kông, nói cách khác, hắn ngay tại núi Giang Đạo vùng lân cận. Nghe được câu này, Phương Chấn Nghiệp tròng mắt nhưng là nhỏ híp lại. Mình không đi tìm hắn, hắn ngược lại tới Hồng Kông chịu chết. Người này cụ thể ở nơi nào ngươi có biết, còn nữa, thằng nhóc này bên người có không có cao thủ gì cũng hoặc là ông già đi theo. Đây là Phương Chấn Nghiệp lo lắng nhất địa phương. Diệp Thần không thể nào bỗng dưng vô cớ nắm giữ cả người mạnh mẽ tu vi, sau lưng tất nhiên có tông môn cường đại. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là cái này Diệp Thần người sau lưng ra tay. Nếu như lần này Diệp Thần mang tới người tông môn, vậy hắn thì phải suy tính khác cách đối phó. Trường Bào nam tử lắc đầu một cái, cụ thể tin tức còn không có cho ra, ta đang phái người điều tra, còn như những người khác, người này thật vẫn có người đi cùng, chỉ bất quá căn cứ điều tra, theo hắn cùng đi là một cái cô gái đẹp, không có bất kỳ căn cơ võ đạo, thân phận là kinh thành đại học sư phạm một người tiếng Anh thực tập lão sư. Nghe được câu này, Phương Chấn Nghiệp khóe môi nhếch lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, xem ra cái này Diệp Thần muốn làm một con quỷ phong lưu, ha ha. Nếu hắn như thế không kịp chờ đợi, vậy ta Phương Chấn Nghiệp thành toàn cho hắn. Ngươi mang núi Giang Đạo đệ tử đi một chuyến dưới núi, liên động Hồng Kông cảnh vụ thính cùng với tất cả cái thế lực, thả tin dồn ra, phàm là bắt lại Diệp Thần đầu người tồn tại, cũng có thể được núi Giang Đạo một đạo che chở. Cái này che chở, vĩnh cửu hữu hiệu. Ta đây là muốn xem thằng nhóc này có thể chống đỡ tới khi nào. Trường Bào nam tử trong mắt xúc tới cực điểm. Cái này Phương Tông Sư nhưng mà xuống vốn gốc à. Núi Giang Đạo là Hồng Kông Thánh Sơn, lại là vô số người địa phương tín ngưỡng. Thần Thánh không thể xâm phạm. Người bình thường không thể leo lên, cũng không dám leo. Vô số thế lực sợ hãi cái này núi Giang Đạo, nghe nói lý ra từ một cái tiểu gia tộc nhỏ thành là Phú Khả Địch Quốc tồn tại, chính là bởi vì sau lưng có núi Giang Đạo bóng dáng. Bây giờ Phương Tông Sư dùng một đạo che chở. Tuyệt đối sẽ nổ toàn bộ Hồng Kông à. Vô số thế lực và gia tộc tất nhiên lấy Diệp Thần đầu người là nhiệm vụ thiết yếu. Toàn bộ Hồng Kông ám sát một tên tiểu tử. Đơn giản là cử chỉ điên cuồng. Thằng nhóc kia coi như không chết, vậy khẳng định không được an bình. Buổi tối 8 giờ, lạnh gió tập tập. Hồng Kông Cửu Long quán trà. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh tháo cái nón xuống và khẩu trang. Hai người ngược lại là không có che đậy mặt mũi dự định, chỉ bất quá mấy ngày nay Hồng Kông khói mù quá nặng. Ngụy Dĩnh nhất định phải Diệp Thần mang. Rất nhanh, một mực giữ cửa miệng Bao Tân Hà liền thấy được hai người, kích động đi tới, đưa tay ra, Diệp tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tới, lão tổ và bạn hắn đang ở bên trong uống trà. Tới rất lâu rồi. Chúng ta cũng là vừa mới tới, trà này quán là ta một người bạn mở, mùi vị tuyệt đối chánh tông. Được. Bao Tân Hà dẫn Diệp Thần tiến vào một cái phòng riêng. Chỉ gặp trong phòng riêng ngồi hai cái tiên phong đạo cốt người. Một cái trong đó và Bao Tân Hà có chút giống nhau, chắc là Bao gia lão tổ, Bao Bồi Dân. Còn như một cái khác, từ khí tức mờ ảo tới xem, tất nhiên cũng là Hoa Hạ người bảo vệ một trong. Diệp Thần mới vừa bước vào một bước, liền cảm giác hai đạo ánh mắt bắn về phía hắn, không chỉ như vậy, cực mạnh uy áp thế cuốn tới. Hai ông cụ khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Bọn họ đối với Diệp Thần rất là tò mò. Tò mò Diệp Thần chẳng qua là một tới tuổi 20 người tuổi trẻ, tại sao có thể chém chết một vị đứng ở đỉnh cấp đất Hoa Hạ người bảo vệ. Diệp Thần cảm giác trên hai vai đè hai tòa núi to, lực 5 tấn, nếu như là người bình thường, tất nhiên tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Hắn hừ lạnh một tiếng, bả vai run một cái, trong cơ thể huyết long phun trào. Một cổ cực mạnh sát khí tựa như hình thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, hướng vậy trên bả vai uy áp vô tình chém tới. Một tiếng, Diệp Thần sau lưng cái đó phòng riêng trực tiếp vỡ vụn. Hai ông cụ con người xúc tới cực điểm, thu hồi uy áp. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, ngồi. Ngụy Dĩnh cũng là đi theo vào, vừa định ngồi xuống, một vị khác Hoa Hạ coi giữ người liền nói, những người không có nhiệm vụ, vẫn là đi ra ngoài đi. Ngụy Dĩnh diễn cảm cứng đờ, tự nhiên biết cái này hai vị lão nhân đang nói mình,
nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên rời đi, Diệp Thần nhưng là bắt được tay nàng. Nàng là bạn của ta, nếu như nàng là những người không có nhiệm vụ, vậy ta vậy không cần thiết ngây ngô ở chỗ này. Ngụy Dĩnh, ngồi. Diệp Thần dùng không thể nghi ngờ giọng nói. Ngụy Dĩnh nhìn một cái hai người, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Bao gia lão tổ bao bồi dân ngược lại là không việc gì ý kiến, ngược lại là một vị khác hoa hạ người bảo vệ sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn nghe cái này Diệp Thần cực độ cuồng ngông, vốn cho là phóng đại chi từ, bây giờ nhìn lại, xác xác thật thật. Bao Tân Hà ở bên trong giàn xếp, sau đó đối với bao bồi dân nói, lão tổ, lần này ngươi hẹn Diệp Thần tới, hẳn không đơn thuần là vì uống trà đi. Bao bồi minh gật đầu một cái, đối với Diệp Thần nói, đoạn này thời gian, ta đối với kinh thành đài võ đạo chuyện xảy ra biết một lần, mặc dù mâu thuẫn không phải ngươi khơi mào, nhưng là chém chết vị kia hoa hạ người bảo vệ nhưng là ngươi không nên, ngươi có thể trọng thương hắn, nhưng không nên giết. Ngươi càng không nên chính là liền Phương Chấn Nghiệp ba tên học trò vậy chặt đứt đầu lâu. Phương Chấn Nghiệp bây giờ chỉ mặt gọi tên phải lấy hội nghị bàn tròn thẩm phán ngươi. Lần này, chúng ta hoa hạ người bảo vệ chỉ có 19 người, vậy thì đồng nghĩa với không thể nào bình phiếu. Ta lần này hỏi mấy cái người bảo vệ ý kiến, đối với ngươi vô cùng là bất lợi, chỉ ít phần lớn biết rõ nguyên ủy chuyện hoa hạ người bảo vệ, cũng dự định trấn áp ngươi. Nếu như không phải là ngươi và Tân Hà quan hệ không cạn, ta có thể cũng biết dao động. Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Hiếu Kỳ nói, ta đây là buồn bực, lấy Phương Chấn Nghiệp thực lực, tại sao không chủ động giết ta, ngược lại muốn làm một cái hội nghị bàn tròn. Thậm chí còn muốn vận dụng các người còn thừa lại 18 người. Đây không phải là phiền toái hơn. Bao bồi dân sờ một cái râu, nhàn nhạt nói, Phương Chấn Nghiệp làm như vậy không chỉ không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh, người duy nhất có lợi địa phương, chính là thần bí bối cảnh, người biến mất 5 năm, không chỗ tìm hành động. Hắn kiêng kỵ không phải ngươi, mà là sau lưng ngươi tông môn cũng hoặc là thế lực. Lần này, vận dụng hoa hạ người bảo vệ tất cả mọi người lực lượng, coi như xảy ra chuyện, người thế lực sau lưng cũng không thể nói gì, càng không có tư cách truy cứu đến hắn Phương Chấn Nghiệp trên mình. Nếu như ta là ngươi, ta liền phóng thích một cái cường đại tín hiệu, nói cho tất cả mọi người, người sau lưng có tông môn cường đại, cũng hoặc là một vị đại năng bảo vệ. Cái thế lực này cũng hoặc là đại năng. Muốn đủ để cho Phương Chấn Nghiệp kiêng kỵ. Như vậy tới nay, chuyện này liền có thể chết yên lành. Cho nên, người sau lưng phải chăng có loại thế lực này và tông môn. Bao bồi dần ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, đây cũng là hắn chuyến này mục đích. Hắn sẽ không bỗng dưng vô cớ đối với Diệp Thần lấy lòng, càng không thể nào bởi vì bao ra con em một câu nói, mà tùy ý đứng đội. Nếu như Diệp Thần sau lưng thật sự có mạnh đại tông môn, vậy hắn chính là đang tìm cầu cơ duyên. Chỉ cần phối hợp con đường này, hắn võ đạo một đường liền có thể tiến hơn một bước. Từ hắn trong vòng điều tra biết được, Diệp Thần trên người có vũ khí cường đại và công pháp. Đây chỉ có hai cái có thể, hoặc là Diệp Thần bất ngờ lấy được truyền thừa, hoặc là chính là Diệp Thần sau lưng có cao nhân ra tay. Căn cứ Bao Tân Hà trong giọng nói thố lộ tin tức, Diệp Thần thế lực sau lưng vô cùng có thể tới từ Côn Lôn Hư. Hai ông cụ thậm chí còn Bao Tân Hà cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần, chờ đợi yết bí, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần nhún vai một cái, xin lỗi, ta thật không có thế lực gì, chính là một người cô đơn. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra đứng phía sau trăm vị đại năng, nói ra cũng sẽ không có người tin. Càng sẽ không nói ra Côn Lôn Hư lão đầu danh tiếng, lão đầu kia lánh đời thói quen, không thích bị người quấy rầy. Còn như cái này hoa hạ người bảo vệ thẩm phán. Tới thì tới, hắn không sợ hãi. Dựa theo vạn đạo kiếm tôn trước khi rời đi nói tiếng nói, hắn không sai biệt lắm cũng nên trở về. Coi như vạn đạo kiếm tôn không trở lại, luân hồi mộ địa có mấy tòa mộ bia đã có dẫn động thế. Phương Chấn Nghiệp cũng hoặc là những cái kia hoa hạ người bảo vệ muốn bắt hắn, còn muốn trước cân nhắc một chút mình. Nghe được cái này trả lời, một cái khác hoa hạ người bảo vệ đứng lên, không khách khí chút nào nói, Diệp Thần. Người tốt nhất làm rõ ràng một chuyện, chúng ta ở cứu ngươi. Hắn rất không ưa Diệp Thần thái độ. Người cô đơn có thể ở trong vòng 5 năm bước vào ly hợp cảnh. Căn bản không có thể. Diệp Thần là cố ý giấu giếm, ở hắn trong mắt, chính là trêu đùa bọn họ. Dõi mắt hoa hạ,
đối với bọn họ Hoa Hạ người bảo vệ chất vấn, ai dám không thành thật trả lời. Bao Bồi Dân thở dài một cái, hắn thật ra thì đã sớm đoán được cái kết quả này, bất quá hắn vẫn là nói, Diệp Thần, ngươi không nói cũng được, mỗi một vị võ giả đều có mình bí mật, ta vẫn sẽ hướng phía ngoài tiết lộ ngươi sau lưng có mạnh đại tông môn tin tức, chỉ ít có thể mê muội một số người. Vốn là ta muốn giúp ngươi, bây giờ nhìn lại, chúng ta là dư thừa, tiếp theo liền xem chính ngươi. Còn nữa, hội nghị bàn tròn ta sẽ bỏ phiếu phản đối, cứ như vậy đi, ngươi đi trước đi. Tân Hà, tiễn khách. Bao Bồi Dân giọng tràn đầy không thể nghi ngờ, đây là hắn duy nhất có thể làm, liền làm kết cái thiện duyên. Ngay tại lúc này, một cái trung niên nam tử vội vàng đi vào, ở một vị khác Hoa Hạ người bảo vệ bên tai nói mấy câu nói. Một giây kế tiếp, vị kia Hoa Hạ người bảo vệ khóe miệng liền lộ ra một đạo rét lạnh nụ cười. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, có nhiều thú vị nói, Diệp Thần, có chuyện ta cảm thấy ngươi có quyền biết, ngươi và bạn ngươi bây giờ đã trở thành Hồng Kông các thế lực lớn và gia tộc con mồi, nếu như ngươi nguyện ý giao phó sau lưng ngươi đồ, ta và Bao lão nói không chừng có thể giúp ngươi một tay, nếu không, ngươi có thể hay không sống đến hội nghị bàn tròn ngày hôm đó vậy không nhất định. Diệp Thần không để ý đến, kéo Ngụy Dĩnh tay liền hướng bên ngoài đi. Nếu nói không thành, còn có cần gì phải lưu lại? Cùng Diệp Thần rời đi sau đó, Bao Bồi Dân cau mày hỏi, ngươi lời nói mới rồi là ý gì? Cái đó Hoa Hạ người bảo vệ hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc này tự mình chuốc lấy cực khổ, Phương Chấn Nghiệp lần này dự định mượn đao giết người, hắn lấy núi Giang Đạo một đạo che chở, ở toàn bộ Hồng Kông ban bố chu sát lệnh. Hắn có thể chém chết Hoa Hạ người bảo vệ không tệ, nhưng là hắn có thể đối mặt thành hơn trăm ngàn thế lực. Hồng Kông nước rất sâu, không có chúng ta che chở, thằng nhóc này sợ rằng phải thuyền chìm. Đáng tiếc bên người hắn cái cô gái đó, như vậy trẻ tuổi, thì phải Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bao Bồi Dân nhướng mày một cái, suy tính hồi lâu, hay là đối với Bao Tân Hà nói, Tân Hà, đoạn này thời gian lưu ý Diệp Thần, nếu như hắn gặp nguy hiểm, thời gian đầu tiên nói cho ta. Nghe đến lời này, vậy Hoa Hạ người bảo vệ bối rối, Bao lão, ngươi chẳng lẽ còn phải che chở thằng nhóc này? Người này liền cơ bản thẳng thắn cũng không có, đáng ngươi làm như vậy. Hắn có thể hay không sống qua tối nay cũng không nhất định. Bao Bồi Dân uống một hớp trà, thanh âm mờ ảo vang lên, ta từ trên người người này thấy một ít cùng người khác bất đồng đồ, nhiều năm như vậy, ta tu vi không có tăng trưởng qua, nhìn như là Hoa Hạ trời, nhưng là ta rất rõ ràng. Hoa Hạ một ít địa phương còn có chí cường người, bọn ta theo đuổi võ đạo cuối, cả đời an nhàn, ngày hôm nay không ngại liền cuồng đánh cuộc một lần, mà ta đặt tiền cuộc chính là cái này Diệp Thần. Một vị khác người bảo vệ lắc đầu một cái, hắn cảm thấy Bao Bồi Dân có phải hay không lão hồ đồ, liền đặt ở trước mắt sự thật cũng không thấy rõ. Thằng nhóc kia cuồng ngạo rốt nát, không cần mấy ngày liền sẽ bị người chém chết. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh ra quán trà. Cản lại một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới khách sạn. Mở ra một hồi lâu, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, nhìn một cái vậy tài xế lái xe. Mà tài xế kia nhưng vừa vặn sau khi thông qua coi kính ở xem hắn. Ánh mắt né tránh, tài xế kia lại đem sự chú ý đặt ở phía trước. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo độ cong, con đường này căn bản không phải đi khách sạn đường. Không chỉ như vậy, lại là hướng địa phương vắng vẻ chạy đi. Ngụy Dĩnh cũng là phát giác cái gì, vừa định câu hỏi, nhưng phát hiện Diệp Thần tay nắm nàng. Nàng kinh ngạc nhìn một cái Diệp Thần, nhưng phát hiện Diệp Thần xông lên nàng trừng mắt nhìn. Nàng liền không nói thêm gì nữa. Làm xe lái đến Hồng Kông một nơi yên tĩnh bờ biển, rốt cuộc ngừng lại. Tài xế rất là kinh ngạc, phía sau hai người chẳng lẽ cái gì cũng không phát hiện được sao? Đến, Diệp Thần nhàn nhạt nói, như núi bất động. Tài xế không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái, sau đó âm trầm nói, đến, chỉ bất quá không phải khách sạn, mà là suối vàng. Dứt lời, tài xế liền xuống xe, đóng cửa lại. Đồng thời, trong bóng tối lại xuất hiện mấy chục người. Cái này mấy chục trên người tràn đầy cường đại võ đạo hơi thở, trong tay lưỡi đao lóe lên sắc bén, làm cho lòng người sợ hãi. Sát ý lạnh như băng hướng xe taxi cuốn tới. Diệp Thần ung dung xuống xe, càng đối với Ngụy Dĩnh nói, người ở trên xe ngây ngô, chơi một hồi mà điện thoại di động,
một điếu thuốc thời gian sau đó, ta liền mang ngươi hồi khách sạn. Ngụy Dĩnh sắc mặt tái nhợt, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần liền ngón tay bóp quyết, điểm ở xe taxi trên. Nháy mắt tức thì, một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên, tựa như đem xe taxi che phủ ở trong đó. Sau đó, Diệp Thần nghiêng dựa vào trên xe taxi, đốt một điếu thuốc. Khói mù lượn lờ. Trong bóng tối, đi ra một cái mang mắt kính, nhìn như rất lịch sự người đàn ông. Chỉ bất quá cái này lịch sự dưới, nhưng là quanh thân phun trào ra một cổ kính khí và sát ý. Chết ở trên tay người này, không dưới trăm người. Lịch sự nam tử cầm trong tay tấm ảnh, nhìn một cái Diệp Thần, trong mắt ngay tức thì xuất hiện một đạo vẻ hưng phấn. Thậm chí có chút đỏ thắm và cuồng nhiệt. Ngươi chính là Diệp Thần. Xem ra thật là trời cũng giúp ta, chỉ muốn bắt ngươi lại đầu lâu, núi Giang đạo che chở tất nhiên thuộc về ta Khâu Hành. Đến lúc đó Hồng Kông nào còn có Lý ra sự việc, tất nhiên là ta Khâu ra. Diệp Thần đem trong miệng khói cầm xuống, sau đó đứng ở xe taxi trên. Biển gió gào thét, ánh lửa trong đêm đen lộ vẻ được phá lệ chói mắt. Ta chỉ có một điếu thuốc thời gian, các người cùng tiến lên. Nghe được câu này, Khâu Hành diễn cảm cứng lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này lại khùng như vậy ngông. Cùng tiến lên, những người này cũng đều là hắn Hồng Kông Khâu gia tinh nhuệ, ai có thể ngăn cản. Bất quá nếu là núi Giang đạo chỉ ý, hắn không dám chút nào xem thường. Hắn nhìn một cái bên người Khâu gia cường giả, mở miệng nói, ta chỉ cần đầu của tiểu tử này lô, ai có thể bắt lại người này đầu lâu, trùng trùng có thưởng. Thiếu gia. Một giây kế tiếp, mấy chục cái bóng đen hướng Diệp Thần phun trào đi. Tốc độ cực nhanh, lạnh như băng đao quang kiếm ảnh tựa như một đôi tràn đầy máu tươi tay, vô tình hướng Diệp Thần ngực bắt đi. Diệp Thần gõ một cái cửa kính xe, đối với Ngụy Dĩnh nói, nhắm mắt lại. Ngụy Dĩnh muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Làm nàng nhắm mắt lại nháy mắt, Diệp Thần động. Hắn quanh thân phun trào một đạo gió lớn hướng vậy mấy chục người phun trào đi. Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt cái này bờ biển không chỉ những người này. Chỗ tối chí ít còn có khác cường giả. Những người này muốn ngồi ngư ông đắc lợi, một mực quan sát hết thảy, một khi mình bị thương cũng hoặc là xảy ra chuyện. Tất nhiên cái đầu tiên đứng ra lấy đầu mình lô. Đây chính là phương chấn nghiệp một trong thủ đoạn. Nếu đã tới, vậy liền trực tiếp nghiền nát. Cần phải đối với chuyện này tốt nhất thủ đoạn, không phải là để cho tất cả mọi người sợ hãi. Ông, ứng đối kinh khủng kia đao quang kiếm ảnh, Diệp Thần đưa ra hai ngón tay. Hai ngón tay là kiếm, mới thật sự là kiếm đạo. Khâu Hành cùng với chỗ tối người nhướng mày một cái. Ai cũng không nghĩ ra đối mặt loại này nguy cơ, thằng nhóc này lại ngay cả động kiếm dự định cũng không có. Chỉ dùng hai ngón tay. Đùa gì thế? Nhưng là, một giây kế tiếp, kinh khủng kiếm khí che trời xây. Ánh sáng bạc chút xuống, như mặt trời chói chang bay lên không. Làm sao biết? Những cái kia đã xuất hiện ở Diệp Thần 2 mét bên trong Khâu gia cường giả mắt xem như một màn này, không khỏi được trợn to hai mắt. Kinh hãi. Kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, vào giờ khắc này, đây giống như con kiến hôi tiểu tử, lại bạo phát ra như vậy khí thế kinh người. Kinh khủng kia kiếm khí không biết vì sao để cho bọn họ lại có một tia sợ hãi. Mấu chốt kiếm khí này là do hai ngón tay phát ra à? Chém. Diệp Thần căn bản không cho những người này quá suy tính nhiều thời gian, hai ngón tay ngưng tụ khủng bố kiếm ý đã đánh xuống. Cái này hai ngón tay kiếm ý là sát lục đạo quân đã từng dạy hắn một chiêu, nếu là có thể tu luyện tới trình độ cao nhất, đủ để cho thiên địa biến sắc, đủ để khai thiên liệt địa. Cho dù Diệp Thần chẳng qua là mò tới ra lông, nhưng là giờ phút này một chiêu đã để cho thiên địa thất sắc. Thậm chí còn chỗ tối những người đó, đang cảm thụ đến một kích này sát khí sau đó, cũng không khỏi được thay đổi sắc mặt. Oanh! Đợt khí lăn lộn, như sấm minh từng cơn. Giờ khắc này, Diệp Thần ánh mắt kiên định, giờ khắc này quần áo ở trong gió múa, giờ khắc này, trong tay hắn hai ngón tay kiếm ý rơi xuống, một kiếm hiện ra hết phong hoa. Đâm! Mơ hồ bây giờ, ở đầy trời ánh sáng bạc chính giữa, kiếm khí xé tiếng truyền tới. Hu hu hu! Ở đó xé tiếng chính giữa, đi đôi với vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đụng!
Cùng lúc đó, tựa hồ cũng nghe được liền nặng nề tiếng nổ. Ánh sáng bạc chính giữa, máu bắn tung tách thả ra, mấy chục thân người thân thể nổ tung, cường đại kiếm ý trực tiếp để cho tất cả đến gần người hóa làm trận trận xương máu. Một màn này, chỉ như vậy xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Thiết thiết thực thực xảy ra. Dường như muốn kinh bạo con ngươi. Làm Diệp Thần đưa ra hai ngón tay đang lúc, tất cả mọi người trong lòng chỉ có cười nhạt. Nhưng là căn bản không nghĩ tới cái này hai ngón tay thật sự có đáng sợ như vậy lực lượng à. Cái này ngút trời kiếm ý liền giống vậy linh kiếm cũng không thi triển được à. Những cái kia hóa là xương máu người hơn nữa không nghĩ tới. T. Thấy một màn này tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai ngón tay chém chết hơn 10 vị võ đạo cao thủ. Cái này mẹ hắn vẫn là người sao? Hoa Hạ có mấy người có thể làm được? Có chút ẩn người núp trong bóng tối thậm chí theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Bọn họ muốn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng là đối mặt loại cường đại này tồn tại, rốt cuộc ai mới là ngư ông? Nói không chừng bọn họ mới là ngao cò à? Khâu Hành trơ mắt nhìn mình mang tới tất cả mọi người hóa là xương máu, hắn sợ đặt mông ngồi trên mặt đất, muốn nói, nhưng phát hiện một cổ vô hình khí lưu ngăn ở mình trong miệng. Hắn thậm chí liền từng ngụm hô hấp cũng trở thành sa cầu. Ngay tại lúc này, hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng đen. Ngươi không thể. Lời còn chưa nói hết, hắn cảm giác cổ chỗ một đạo ánh sáng thoáng qua. Máu tươi tiệm nhiễm. Hắn ngay tức thì ngã xuống trong vũng máu. Dứt khoát, lưu loát. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần trở lại xe taxi vùng lân cận, điếu thuốc kia chỉ bất quá đốt một nửa. Hắn ánh mắt rơi vào trong bóng tối mấy đạo hơi thở, lần này, chẳng qua là cảnh cáo, nếu như các người còn dám tìm ta phiền toái, cũng hoặc là đi theo ta bên người, ta bảo đảm, các người sẽ chết thảm hại hơn. Những lời này ta chỉ nói một lần. Dứt lời. Diệp Thần đem trên mui xe chi kia khói cầm xuống, sau đó cong ngón tay bắn ra, vậy nửa điếu thuốc liền dẫn sao hỏa hướng một phương hướng bắn tới. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Phốc xích, một tiếng, lại một cái người ngã trên đất. Chính là cái đó tài xế lái xe. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần liền đánh lái xe taxi chỗ điều khiển cửa, trực tiếp hướng khách sạn phương hướng chạy đi. Cùng Diệp Thần rời đi sau đó. Trong bóng tối mới xuất hiện từng đạo bóng người. Những thứ này bóng người ở giữa bất kỳ một người nào đều đủ để chấn động Hồng Kông. Lão gia, cái này Diệp Thần còn có cần tiếp tục truy tung hay không? Một cái con ngươi như ưng thanh niên đối với một vị lão giả nói. Lão kia người gắt gao nhìn chằm chằm vậy mảnh xương máu, thân thể khẽ run, cuối cùng mới nói, ta Hồng Kông La gia, từ nay về sau, thối lui ra chuyện này. Núi Giang đạo che chở. Không muốn cũng được, không có lệnh, còn cần gì che chở. Không chỉ La gia, chung quanh tất cả thế lực và gia tộc biểu đạt ý nghĩa đều giống nhau. Diệp Thần, không thể động. Bọn họ cũng không có tư cách động. Đồng thời, Hồng Kông Cửu Long quán trà. Thời gian đã chậm, bao bồi dân và vị kia Hoa Hạ người bảo vệ uống xong trà, lại nói chuyện một ít chuyện tu luyện, vậy chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay tại lúc này, cái đó Hoa Hạ người bảo vệ thủ hạ cùng với Bao Tân Hà nhưng vội vàng chạy tới. Hai người diễn cảm đều có lau một cái sợ hãi vẻ, giống như gặp được cái gì kinh khủng sự việc vậy. Vị kia Hoa Hạ người bảo vệ nhìn một cái hai người diễn cảm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, nếu như ta không đoán sai, vậy Diệp Thần xảy ra chuyện đi. Hai người đồng loạt gật đầu. Bao bồi dân hơi biến sắc mặt, cái này Diệp Thần chẳng lẽ liền một đêm vậy không chống nổi đi. Không nên à. Bất quá nếu quả thật đối mặt Hồng Kông tất cả thế lực vây trận, hao tổn ở đám người kia trong tay cũng không phải không thể nào. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, Diệp Thần chỉ có một người, bên người còn có một cái cô gái bình thường cần phải chiếu cố. Cái đó Hoa Hạ người bảo vệ khóe miệng mang nghiền ngẫm nụ cười, Bao lão, ta mới vừa rồi nói thế nào, thằng nhóc này không chống nổi một đêm, hắn chính là không chống nổi một đêm. Ngươi lại vẫn đem tiền đồ đặt tiền cuộc ở thằng nhóc này trên mình, thật là buồn cười. Xem ra nhiều năm như vậy, Bao lão ngươi nhìn người bản lãnh càng ngày càng lùi lại. Ngay tại lúc này, vị kia Hoa Hạ người bảo vệ thủ hạ không nhịn được lên tiếng, đại nhân, ngài hiểu lầm, sự việc không phải như vậy. Ngay vừa mới rồi,
thằng nhóc kia, lấy tay chỉ là kiếm, chém giết mấy chục người. Toàn bộ Hồng Kông thế lực đều chấn động. Xem đám người kia dáng điệu, tất cả mọi người đều không chuẩn bị đối với Diệp Thần ra tay. Lời này vừa nói ra, Bao Bồi Dân và vị kia Hoa Hạ người bảo vệ hơi biến sắc mặt, đồng thời kinh hô cái gì? Hai ngón tay chém mấy chục người. Cái này mẹ hắn đùa gì thế? Bao Tân Hà biết rõ hai vị đại nhân này sẽ không tin tưởng, vội vàng đem điện thoại di động lấy ra. Phía trên video chính là Diệp Thần xuất thủ hình ảnh. Bởi vì ở phía xa, có chút mơ hồ, nhưng là Diệp Thần ra tay tạo thành ảnh hưởng nhưng là thiết thiết thực thực bị ghi lại. Tình cảnh rung động đến mức tận cùng. Xem tới điện thoại di động hình ảnh, vị kia Hoa Hạ người bảo vệ con ngươi dường như muốn kinh nổ lên tới. Mặt hắn gò má cảm giác nóng hừng hực. Hai ngón tay là kiếm, lại tạo thành như thế cường đại một kích, coi như là bọn họ vậy không nhất định có thể làm đến à. Không thể nào, người này hẳn nắm trong tay bí thuật gì, chỉ có bí thuật mới có thể bùng nổ loại này lực lượng. Người này lần này thi triển bí thuật, lần kế cũng chưa có cơ hội này. Vị kia Hoa Hạ người bảo vệ chỉ có thể như vậy an ủi mình. Nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này an ủi là biết bao tái nhợt không có sức. Bao Bồi Dân sờ một cái râu, mặc dù kinh hãi, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu hơn chính là, lần này hắn đánh cuộc đúng. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh trở lại khách sạn. Cái này sau đó, hắn lại cũng không có cảm thấy sau lưng có ý định giết người phun trào. Nếu như loại này trấn nhiếp cũng hù không lùi những người đó, vậy hắn thật cân nhắc muốn tự mình động thủ. Bởi vì lần này Diệp Thần bản dự định tự mình tới Hồng Kông, sẽ để cho ám điện chỉ đặt một cái giường lớn, bây giờ đến buổi tối, hắn mới ý thức tới không đúng. Ngụy Dĩnh cũng là nhìn vậy cái giường lớn, con người tràn đầy do dự. Ta lại đi đặt cái gian phòng, ngươi liền ngủ đây đi. Diệp Thần phân phó nói, dẫu sao người ta là con gái trong trắng, hai người cũng không khả năng ngủ cùng một tờ giường. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đi lễ tân thời điểm, Ngụy Dĩnh quyết định mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi không cần đi xuống đặt, cái giường này rất lớn, chúng ta một người một nửa vừa vặn, huống chi ngày hôm nay phát sinh sự kiện kia, ta thật có chút sợ hãi, vạn nhất chúng ta tách ra, đám người kia lại tới tìm ta làm thế nào. Diệp Thần nghĩ sâu xa mấy giây, Ngụy Dĩnh suy tính quả thật cũng là một vấn đề. Hai người ở cùng một chỗ cũng có chiếu ứng một chút. Đã như vậy, ngươi giường ngủ đi, ta ở bên cạnh tu luyện. Diệp Thần phân phó nói. Sau đó, liền yên lặng ở trên ghế salon xếp chân tu luyện. Lại đột phá một cảnh giới, phỏng đoán vậy luân hồi mộ địa mấy tòa mộ bia liền có thể triệt để dẫn động. Đám kia Hồng Kông thế lực hắn là chấn trụ, nhưng là vấn đề chân chính ở phương chấn nghiệp cùng với Hoa Hạ người bảo vệ trên. Xem ra mình nên đi một chuyến núi Giang Đạo. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, từ luân hồi mộ địa lấy ra một máy tính bảng. Đăng ký hộp thơ. Ám điện người đã đem núi Giang Đạo tư liệu chỉnh hợp đứng lên. Để cho hắn bất ngờ là núi Giang Đạo không riêng gì Hồng Kông đặc khu hành chánh Thánh Sơn, lại là một tòa cấm núi. Núi này ở trước năm 1999, sừng sững ở Hồng Kông mặt Tây, vẫn luôn rất bình thường. Nhưng là năm 1999 sau đó, núi Giang Đạo nhưng ra lớn rất nhiều chuyện. Trăm không người nào cố mất tích. Ban đêm đỉnh núi ngưng lửa, hàng năm có sấm sét ở đỉnh núi phun trào. Dị tượng như thế, Hồng Kông chánh phủ cùng với cảnh vụ thính lại không có chút nào coi như dự định. Không biết là bởi vì không quản được vẫn là sợ phiền toái. Núi Giang Đạo vì vậy bị phía chính phủ kéo cảnh giới tuyến, ở dưới chân núi xây dựng tường rào, phái binh lính hàng năm trú đóng. Chỉ nếu không có ai lên núi, cũng chưa có người sẽ bị thương, như vậy thì là trực tiếp nhất biện pháp. Mấy năm này quả thật có người từng mưu toan lên núi, đi dòm ngó cái này dị tượng. Nhưng là mới vừa bước ra mấy bước, hai chân nhưng đồng loạt gãy xương. Cực kỳ kinh khủng. Từ đó về sau lại không người dám đến gần. Mười mấy năm sau ngày hôm nay, nơi này từ từ liền trở thành Thánh Sơn. Vô số dân thành phố mỗi lần thấy sông đạo núi dị tượng, thì biết cầu phúc đảm bảo bình an. Diệp Thần nhìn xong những thứ này. Khóe miệng ngược lại là phác họa một đạo nụ cười, những thứ này cái gọi là mơ hồ dị tượng, người tu luyện trong mắt liền quá đơn giản. Không quá Giang Đạo núi tất nhiên có một tòa dáng vóc to trận pháp,
nếu không cũng không khả năng cũng như này hiệu quả. Diệp Thần vừa định đem máy tính bảng khép lại, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì? Con người tràn đầy một vẻ hoảng sợ. Hắn hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm một bộ núi giang đạo tranh ảnh. Tranh ảnh là hàng phách, nhìn như và giống vậy vách núi không việc gì khác biệt. Diệp Thần đem vậy bức tranh mảnh vô hạn phóng đại, làm phóng đại đến cơ hồ mơ hồ hết sức, một khối trên núi bia đá cho thấy đi ra. Trên tấm bia đá là một cái cổ xưa phản văn. Sau đó, Diệp Thần lại lấy ra phụ thân ở Lâm gia lưu lại cái đó cuốn vở. Lật tới một trang cuối cùng. Hắn kinh hãi là phát hiện, phụ thân lưu lại cái đó phản văn và trên bia đá phản văn giống nhau như đúc. Tìm được cái này phản văn, liền có thể tìm được gia gia bằng hữu. Quan hệ đến thân thế của hắn cùng với Diệp gia bí mật. Chẳng lẽ ban đầu gia gia dẫn ta tới Hồng Kông, đi chính là núi Giang Đạo? Vậy gia gia tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ núi Giang Đạo có bí mật gì? Cũng hoặc là nói luân hồi mộ địa cũng cùng núi Giang Đạo có liên quan. Diệp Thần con ngươi lâm vào sâu đậm trầm tư. Hắn có dũng khí vẹt ra mây mù cảm giác, nhưng là chớp mắt bây giờ lại lâm vào trong mây mù. Diệp Thần đem máy tính bảng ném nhập luân hồi mộ địa, nhìn một cái thời gian, phát hiện bất chi bất giác đã 2 giờ sáng. Ngụy Dĩnh đã ngủ say. Có thể bởi vì ngủ tương không tốt, chăn đã bị đá hết hơn nửa, bắp đùi thon dài kẹp chăn một bên, hai cái tay thì ôm gối. Ngực đầy đặn hiện lên mấy phần. Vì không quấy rầy Ngụy Dĩnh, Diệp Thần ở cửa phòng để lại một đạo cấm chế, sau đó liền hướng khách sạn sân thượng đi. Cấm chế một khi bị phá, hắn có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Khách sạn cao ốc là Hồng Kông hạng thứ 3 kiến trúc, đứng ở sân thượng cơ hồ có thể nhìn xuống toàn bộ Hồng Kông. Vậy núi Giang Đạo tự nhiên cũng có thể thu hết vào mắt. Diệp Thần đi tới sân thượng, ánh mắt ngưng mắt nhìn mặt tây một ngọn núi. Mặc dù khói mù như cũ, nhưng là làm một người tu luyện, vẫn có thể thấy rõ mấy phần. Diệp Thần lại cầm lên Hồng Kông đặc khu hành chính bản đồ, nhìn lướt qua, lại phát hiện núi Giang Đạo vùng lân cận cao kiến trúc cùng với dãy núi đều là trận pháp thế đi. Thượng cổ tụ linh trận. Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Cái này Hồng Kông thành tựu hoa hạ đất, có thể thành là Á Châu 4 tiểu long, đồng thời thành tựu thế giới thành phố cấp 1 một trong. Bỏ ra chính trị và lịch sử, quan trọng hơn chính là cái này tụ linh trận. Chu vi trăm dặm thiên địa linh khí đều tụ tập ở núi Giang Đạo trên, núi Giang Đạo lại có phúc trạch Hồng Kông, lòng vòng như vậy. Diệp Thần càng phát ra kích động, đột nhiên, hắn cảm giác được túi đá màu đen kịch liệt lay động. Một giây kế tiếp trực tiếp từ trong túi vọt ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tách thả ra ánh sáng sáng chói. Cùng lúc đó, xa xa núi Giang Đạo giống như che lấp một tầng thánh quang, phóng lên cao. Một đạo kim sắc chùm tia sáng đâm rách vân tiêu. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này tới rất nhanh, đi vậy rất nhanh. Mắt xem đá màu đen liền phải hướng núi Giang Đạo phóng tới, Diệp Thần vội vàng đem đá màu đen nắm thật chặt. Nháy mắt tức thì, trên thiên thai, luân hồi mộ địa hoàn toàn xuất hiện. Tựa như gần trăm tòa mộ bia đứng ở trên thiên thai. Một cổ cực mạnh xào xạc ý bao trùm mở. Từng ngọn mộ bia đột nhiên chấn động lên. Nhất định phải bắt lại núi Giang Đạo món đồ kia. Ngay tại Diệp Thần nhìn trước mắt một màn có chút hoảng hốt lúc đó, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Thanh âm này hắn rất quen thuộc. Lần đầu tiên mở luân hồi mộ địa. Chính là đạo thanh âm này rất miễn cưỡng đem hắn chạy ra. Mà giờ khắc này, thanh âm này tràn đầy kích động, tựa như núi Giang Đạo có cái gì thiên đại bảo bối hấp dẫn hắn. Rốt cuộc thứ gì? Diệp Thần mở miệng nói. Hắn đoán không sai, núi Giang Đạo tuyệt đối và luân hồi mộ địa có chút quan hệ. Còn như cụ thể quan hệ thế nào, hắn cũng không biết. Vậy thanh âm già nua dừng lại mấy giây, tựa như ở quấn quýt cái gì? Đột nhiên, lần nữa mở miệng nói, chấn hồn phá dương. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, sân thượng luân hồi mộ địa nhưng hoàn toàn biến mất. Đá màu đen ánh sáng vậy hoàn toàn ảm đạm. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đá màu đen cũng là chui vào đến Diệp Thần túi trong. Liền tựa như một cổ lực lượng vô hình trói buộc cái gì. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn chỗ xa kia núi Giang Đạo, con người đông lại một cái, xem ra. Ngày mai sẽ phải đi một chuyến núi Giang Đạo,
ta đây là muốn biết núi Giang Đạo rốt cuộc có vật gì có thể dẫn động dị tượng như thế. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng hoàn toàn không có chú ý tới, ở cách hắn phía bắc 1000 mét một tòa nhà chọc trời trên. Một cái ông già đứng ngạo nghễ, ông già hai tay chắp sau lưng, đứng ở sân thượng một góc. Hơi thở mờ ảo, tựa như tiên nhân. Trăm thước trên không, nhưng không có sợ hãi chút nào, thậm chí chỉ có mũi chân rơi vào giáp danh nhất đất. Ông già thân mặc áo bào trắng, giữa eo một bình rượu, một đầu tóc bạc phảng phất là tuổi tháng dấu vết, cặp kia thâm trầm cơ trí trong mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thần phương hướng. Duy thiên hạ mà tồn tại, không là thế sự lộ vẻ xúc động, không là nổi khổ đau lòng, đóng giữ trước cả người mát lạnh khí lạnh, thật giống như linh hồn trùm lên vừa dày vừa nặng tuyết trang, không ra một tia dịu dàng. Hắn cặp mắt tựa hồ đã sớm biết rõ hết thảy, xuyên thấu tầng tầng khói mù. Diệp gia thằng nhóc kia lại tới Hồng Kông, làm sao có thể? Đã nhiều năm như vậy, lão đầu kia cũng hóa là bụi đất, nghe nói Diệp Thiên đang cùng vậy Giang nữ dung cũng bị khốn đốn u hồn ngục giam, mà thằng nhóc kia đã sớm mất tích, chẳng lẽ thằng nhóc này trở về? Ta cũng lấy là sự kiện kia lúc này kết thúc, giờ phút này, nhìn dáng dấp cũng đang dựa theo Diệp lão đầu bàn cờ lại đi. Năm đó Diệp lão đầu lấy thiên địa làm trận, đem hết thảy cũng đặt tiền cuộc ở mình cháu trai trên mình, cục này một vải chính là mấy chục năm. Hắn lại là dùng mạng mình đếm và vợ tử số mạng, che đậy thiên đạo khám xét, liền vì Diệp ra cái đó tín ngưỡng và bảo vệ. Ta cười hắn không đáng giá được, hắn nhưng cười ta nhìn không thấu. Ta đây là thật là tò mò, cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử có phải là thật hay không có thể phá ra cái này thiên cổ chi cục. Cụ già bắt lại bên hông vậy bầu rượu, uống một hớp, một giây kế tiếp, trực tiếp từ trăm thước trên không rơi xuống. Chớp mắt ở giữa, nhưng tiêu tán ở khói mù và trong mây mù. Rốt cuộc không cần mọi người nấu đêm nhìn, cầu phiếu đề cử và phiếu hàng tháng ha ha tương đương. Sân thượng. Diệp Thần vốn chuẩn bị hồi khách sạn gian phòng, xoay người đang lúc, dư quang tựa như phát hiện cái gì. Hắn mơ hồ cảm giác được một đôi mắt đang ở phía xa gắt gao nhìn chằm chằm mình. Hắn hai tròng mắt chợt hướng cái hướng kia bắn tới, mơ hồ bây giờ hắn thấy một cái bóng đen, chỉ bất quá bóng đen này ngay tức thì tiêu tán. Phảng phất từ tới cũng không có tồn tại qua. Diệp Thần con ngươi híp lại, chẳng lẽ mới rồi có người trong bóng tối rình coi ta. Cũng may luân hồi mộ địa dị tượng chỉ có mình có thể cảm thụ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hồng Kông cái thành phố này, không có tưởng tượng đơn giản như vậy, xem ra mình muốn cẩn thận bao nhiêu. Diệp Thần trở lại khách sạn gian phòng, bản dự định tiếp tục tu luyện, lại không nghĩ rằng Ngụy Dĩnh đột nhiên ngồi dậy, trên người quần áo ngủ lộ ra đầy đặn không cách nào che phủ hết thảy. Xuân quang vô hạn, nàng xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, nghi ngờ nói, Diệp Thần, người trễ như vậy đi nơi nào? Ta thiếu chút nữa dự định đi tìm ngươi. Diệp Thần nhún vai một cái, giải thích ta bụng có chút đói, đi xuống lầu tùy tiện xem xem. Ngụy Dĩnh gật đầu một cái, sau đó uốn éo người ngủ đến bên trái, sau đó vỗ một cái bên phải, Diệp Thần, đây có hai ga trải giường, ngươi nếu như muốn ngủ liền ngủ lên đây đi, quan hệ của hai chúng ta, không có gì hay đề phòng, ta tin tưởng ngươi. Ngụy Dĩnh nghĩ tới điều gì, lại cười hì hì nói, ngươi không ngủ đi lên, không phải là sợ ta chiếm ngươi tiện nghi đi. Diệp Thần không nói gì, mà lại yên lặng trở lại ghế salon, xếp chân tu luyện. Đối với người tu luyện mà nói, số ít ngủ vậy là đủ rồi. Thiên đạo núi và Hồng Kông không đơn giản như vậy, trước mắt vạn đạo kiếm tôn vẫn chưa về, cho nên dưới mắt, hắn cường hóa thực lực mới là mấu chốt. Ngụy Dĩnh trong mắt có chút thất lạc, dứt khoát vậy không định ngủ. Hàn tâm quyết vận chuyển, quanh thân của nàng xuất hiện cuồn cuộn dùng mình. Mơ hồ bây giờ, nàng ấn đường còn xuất hiện một đạo bông tuyết. Cùng lúc đó, Hồng Kông Kim Tôn bờ biển. Lý gia là Đông Nam dọc theo biển một đời gia tộc cao cấp, lại là Hồng Kông cự phách. Truyền thừa ngàn năm dài. Lý gia vốn là một mực ở Hoa Hạ yên lặng, cho đến Lý gia con trai trưởng Lý Vân Thiên lấy nghịch thiên chi tư bị núi Côn Lôn chỗ sâu tông môn chọn chúng. Lý gia địa vị nước lên thuyền lên, võ đạo thực lực lại là thẳng tắp lên cao. Bàn về thực lực kinh tế cũng hoặc là võ đạo thực lực, Lý gia tuyệt đối có tư cách dòm ngó ngôi báu Hồng Kông đệ nhất gia tộc ngai vàng. Giờ phút này, Lý gia biệt thự, tức giận ngưng trọng.
Phòng khách lên là một cái to lớn màn ảnh trên chính phản phục phát một đạo hình ảnh. Mà hình ảnh này chính là Diệp Thần hai ngón tay chém chết mấy chục người, tại chỗ trấn áp hết thảy cảnh tượng. Đối với này tử, các người thấy thế nào? Một cái sao, tóc hoa râm ông già mở miệng nói. Ông già là Lý gia tộc trưởng, Lý gia Thành. Hắn liền lặng lặng ngồi ở đằng kia, thì có một cổ uy á tấn công tới, để cho người có một loại cảm giác bị áp bách. Cho nên vậy người ngoài rất cung kính cũng biết kêu một tiếng Lý lão. Trên mặt nổi hắn là một vị hoa hạ cao cấp thương nhân, nhưng là chỉ có rất ít người biết, hắn đã từng một người một kiếm, chém chết Hồng Kông một thế lực trăm người. Nếu như không có hắn cùng với vị kia bị tông môn chọn con trai trưởng, Lý gia tất nhiên sẽ bị vô số thế lực rình rập. Lý lão nói để cho tại chỗ người Lý gia lâm vào yên tĩnh nhất thời. Mấy giây sau đó, một cái ăn mặc áo sơ mi người đàn ông trung niên đứng lên, ba, nếu như hình ảnh này là thật, vậy tiểu tử kia thực lực tất nhiên ngút trời, đáng chúng ta lôi kéo. Lý lão cười lạnh một tiếng, đem một phần văn kiện vỗ lên bàn, video này không thể nào là giả, đám kia Hồng Kông người tinh trước, bọn họ nguyện ý không điều kiện thối lui ra, tất nhiên là bị chấn nhiếp đến, không chỉ như vậy, phần này văn kiện, chính là Diệp Thần tại đại lục tư liệu. Người này ngắn ngủi nửa năm thời gian, từ một cái địa phương nhỏ lao ra. Ninh Ba người thứ nhất, rồi đến tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, nghe nói, mấy ngày trước, hắn ở đài võ đạo đánh bại Lâm Tuyệt Long, không sai biệt lắm coi như là hoa hạ người thứ nhất. Ngày đó đài võ đạo sự việc bị đại lục liệt là cấp SSS cơ mật văn kiện. Căn cứ tin đồn, thằng nhóc này tại ngày đó giết một vị hoa hạ người bảo vệ, thậm chí lật tay bây giờ diệt một cái kinh thành gia tộc cao cấp. Người này bản lãnh so chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nghe được Lý lão nói tiếng nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này lại còn giết một vị hoa hạ người bảo vệ. Cái này mẹ hắn phải là thực lực gì à? Phía dưới đều bắt đầu xì xào bàn tán. Còn nữa, hôm nay chúng ta phái ra vị cường giả kia vốn định tiêu diệt Hồng Kông ám điện, giết người diệt khẩu. Nhưng Thủy Chung chưa có trở về. Nếu như ta không đoán sai, vậy núi Côn Lôn cường giả cũng đã chết. Lý lão con người híp lại, tựa như đối với chuyện này tràn đầy hứng thú. Trung niên nam tử nhưng là kinh ngạc nói, ba, ám điện và chuyện này có quan hệ thế nào? Lý lão hừ lạnh một tiếng, lời nói ra kinh người nói, ám điện điện chủ chính là vậy Diệp Thần, vậy Hồng Kông ám điện chúng ta sau này cũng đừng nghĩ ra tay, phỏng đoán vậy Diệp Thần cũng biết núi Giang Đạo một ít chuyện. Chúng ta Lý ra cái kế hoạch kia rất có thể bị đối phương biết. Dứt lời, một cái 60-70 tuổi Lý ra khách khanh mở miệng nói, tộc trưởng, cái này Diệp Thần Thủy Chung là cái biến số, hắn và đám kia ám điện người nếu biết chúng ta kế hoạch, có cần hay không phái người diệt đi. Lý lão già nua ngón tay gõ mặt bàn, mở miệng nói, chuyện này ta nghĩ rất lâu, từ núi Giang Đạo vậy đạo lệnh truy sát tới xem, núi Giang Đạo và Diệp Thần là phía đối lập. Ở thương giới, địch nhân kẻ địch liền là bạn. Võ đạo giới giống như vậy, chúng ta Lý ra đối với món đồ kia thế ở tất được, thà tạo một tên địch, không bằng đem vậy Diệp Thần kéo đến cùng trận doanh đi lên. Vân Thừa, ngày mai, người đi và người này gặp một lần, thái độ hữu khá hơn một chút, nếu như có thể và đối phương kết giao bằng hữu, nói chuyện dĩ nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, vậy không nên đắc tội. Cường giả loại này, tất nhiên tâm cao khí ngạo. Cần phải từ từ tới, không được cương quyết. Cái đó trung niên nam tử ngẩn ra, mặc dù trong lòng có chút không thích, nhưng vẫn gật đầu, ba, chuyện này liền giao cho ta. Lý lão phân phó xong hết thảy, ánh mắt lại rơi vào màn ảnh trên thanh niên. Lại qua đoạn thời gian, chỗ đó tông môn phỏng đoán lại phải đi ra chọn thiên tài, người này như vậy thiên phú, một khi bị chọn chúng, hoa hạ Diệp gia tất nhiên chưa từng người hỏi han nhảy một cái thành là gia tộc cao cấp. Người này thủ đoạn thông thiên thêm quả quyết sát phạt, nếu quả thật vào đi vào trong, tất nhiên so bất kỳ một người nào từ hoa hạ tiến vào Côn Lôn hư người đều mạnh hơn à. Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, chậm rãi khạc ra một hơi, khi ánh mắt rơi vào Ngụy Dĩnh trên mình, nhưng phát hiện Ngụy Dĩnh quanh thân bị vô số bông tuyết bao trùm, toàn bộ khách sạn gian phòng nhiệt độ cực thấp. Nếu như không phải là hắn tu luyện Cửu Thiên Huyền Dương quyết thuộc về Chí Dương công pháp, sợ rằng hắn cũng biết bị ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện Ngụy Dĩnh khí tức cường đại liền rất nhiều.
Sát huyết hàn thể quả nhiên thích hợp tu luyện. Ngụy Dĩnh tựa hồ phát giác cái gì, mở mắt ra, một tia huyết sát ở trong mắt tách thả ra, bất quá rất nhanh liền tiêu tán. Diệp thần, khoan hãy nói, tu luyện cái này hàn tâm quyết, ta lại có thể một chút mệt mỏi ý cũng không có, chẳng lẽ ta bây giờ cũng không cần ngủ. Diệp thần cười một tiếng, ngủ vẫn là phải ngủ, mỗi ngày một hai tiếng liền xong hết rồi, bây giờ đã 8 giờ, chúng ta đi giặt tốc một chút, sau đó đi xuống lầu ăn điểm tâm, trễ giờ, ta dự định đi núi Giang Đạo đi xem. Được, ta cũng cùng đi. Một tiếng sau đó, hai người ăn điểm tâm xong đi tới khách sạn dưới lầu, để cho hắn bất ngờ là, một đám Hồng Kông cảnh sát lại có thể đang điều tra cái gì. Loáng thoáng nghe được sân thượng chuyện gì. Diệp thần nhíu mày một cái, ngay tại hắn và Ngụy Dĩnh chuẩn bị lúc rời đi, vậy bốn cái Hồng Kông nhân viên chấp pháp chú ý tới Diệp thần, lại là hướng Diệp thần vây quanh. Ngươi chính là Diệp thần đi, cầm đầu một cái trung niên nhân viên chấp pháp mở miệng nói. Chính là ta, Diệp thần nhìn lướt qua bốn người, có phát hiện không bất kỳ võ đạo hơi thở. Người đàn ông trung niên lấy ra một cái chứng kiện, sau đó nói, Diệp tiên sinh, chúng ta là Hồng Kông cảnh thự. Mới vừa rồi ta từ quản chế, thấy ngươi lúc rạng sáng đi qua sân thượng, xin hỏi có chuyện này hay không? Diệp thần con ngươi hơi chăm chú, chẳng lẽ luân hồi mộ địa sự việc bị phát hiện? Diệp tiên sinh, xin phối hợp chúng ta điều tra. Ta đi qua, thế nào? Nghe được Diệp thần thừa nhận, trung niên kia nam tử liền nói, đã như vậy, mang về cảnh thự. Chúng ta ở trên trời chiếc phát hiện một cái nam thi, căn cứ thời gian điểm. Vừa vặn và ngươi đi sân thượng thời gian đại khái giống in, còn xin ngươi phối hợp chúng ta Hồng Kông cảnh thự điều tra. Diệp thần tự nhiên không thể nào phối hợp, hắn đi qua sân thượng thật là không tệ, nhưng là thi thể kia có thể và hắn không có bất luận quan hệ gì. Hắn coi như giết người, vậy chưa đến nỗi đem thi thể lưu lại sân thượng. Đơn giản là lời nói vô căn cứ. Cái này thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là có người nhận được Phương Chấn Nghiệp tin tức. Muốn thông qua loại này phía chính phủ thủ đoạn đối với hắn động thủ. Thứ nhì chính là có người cố ý làm khó hắn. Diệp thần nhìn một cái trước mặt mấy người, liền nói, ta ngày hôm nay còn có việc, ta sẽ phái luật sư và các người tiếp xúc. Nói xong, hắn liền và Ngụy Dĩnh hướng khách sạn bên ngoài đi. Hắn cũng không muốn đối với đám người này động thủ. Đám người này không có võ đạo thực lực, một khi động thủ, vậy còn không bị người cười đến rụng răng. Nhưng là để cho Diệp thần bất ngờ là, còn chưa đi ra mấy bước, bốn người kia liền lại hướng Diệp thần tới. Diệp tiên sinh, đây là phía trên ra lệnh, còn xin phối hợp, nếu không ngươi sẽ để cho chúng ta khó xử. Cái đó nhân viên chấp pháp diễn cảm có chút hiện lên lạnh, phía trên dặn dò, bất kể như thế nào, nhất định phải mang về Diệp thần. Thậm chí có thể bắt trước không có chứng cớ tội danh. Còn như sân thượng thi thể, nào có cái gì thi thể? Chỉ bất quá căn cứ quản chế biểu hiện, thằng nhóc này hơn nửa đêm đi sân thượng lâu như vậy, chính xác không phải chuyện gì tốt. Huống chi, Diệp thần là đại lục tới, mặc dù bọn họ bề ngoài không việc gì khinh miệt thái độ, nhưng là thực thì đối với đại lục người tới, vẫn có một ít khinh thị. Phải dẫn đi Diệp thần, đối với bọn họ mà nói quá đơn giản. Phía trên chẳng qua là muốn bọn họ mang đi Diệp thần, thậm chí còn nói người này có thể sẽ vận dụng thủ đoạn bạo lực. Một khi động thủ, bọn họ liền có thể vận dụng càng lực lượng mạnh chân áp. Diệp thần không để một chút để ý, ôm Ngụy Dĩnh tiếp tục hướng bên ngoài đi. Ngụy Dĩnh có chút sợ hãi, dẫu sao người ta là cảnh sát, như đắc tội bọn họ có thể sẽ không tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần muốn nói cái gì, chợt lại buông tha, nàng tin tưởng Diệp thần trong lòng chắc có chủ trương. Ngay tại bọn họ đi ra mấy bước nháy mắt, bốn người rối rít cất bước. Trực tiếp hướng Diệp thần bắt tới. Nhưng mà tay còn không có chạm được Diệp thần, toàn bộ khách sạn đột nhiên phun trào một đạo gió lớn mưa mau. Một giây kế tiếp, bốn người giống như bị một cổ cường đại uy thế trực tiếp đụng. Thân thể bay rớt ra ngoài. Ngươi lại dám đánh cảnh sát. Một cái trong đó trung niên nam tử một tiếng giống giận, toàn bộ khách sạn ra ngay tức thì tràn vào một nhóm lính võ trang. Vây quanh đem Diệp thần bao vây. Chỉ cần Diệp thần dám động một cái, tất nhiên vũ khí nóng bùng nổ. Người bất kỳ cũng biết thành là tổ ong vò vẽ. Khách sạn tất cả quý khách cùng với phục vụ viên hiển nhiên bị dọa. Nhiều năm như vậy,
Hồng Kông cảnh thự căn bản không có thể ở chỗ này động thủ, nhưng là dưới mắt vậy là cái gì tình huống? Chẳng lẽ thằng nhóc kia và cô gái là cái gì thập ác không tha đào phạm? Ngụy Dĩnh sắc mặt có chút hàn sương, theo bản năng bắt được Diệp Thần quần áo. Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng cười nhạt liền liền, nếu như đơn thuần liền cái này bốn người, hắn có thể thật lấy là mình vô tình dính dấp đến nào đó vụ án. Nhưng là đám này lực lượng võ trang cũng đủ để nói rõ vấn đề. Rất hiển nhiên, thật sự có người muốn động mình, hơn nữa còn là ăn chắc mình. Chỉ bất quá đối phương hiển nhiên đối với hắn tin tức không đủ rõ ràng. Cũng đúng, Hồng Kông mặc dù là Hoa Hạ một cái đặc khu hành chính, nhưng là nội bộ hệ thống cùng với một ít tin tức tự nhiên không thể nào cùng chung. Huống chi mình thân phận bị chặt chẽ hơn, muốn điều tra hắn một ít chuyện, trừ phi quyền hạn cực cao, nếu không không thể nào tra được cái gì. Nếu như là trước kia, hắn có lẽ cầm ra thiếu tướng thân phận là đủ rồi. Nhưng là trước khi tới và những tên kia nháo ban, hắn tự nhiên sẽ không lại dùng vật này chứng minh mình. Các người nhất định phải cản ta. Diệp Thần trên mình phun trào ra cực mạnh ý định giết người, chỉ cần hắn muốn, những người này cũng hẳn phải chết. Cái đó trung niên nhân viên chấp pháp đi tới Diệp Thần trước mặt, cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi không chỉ là cái này cọc vụ án giết người người hiểm nghi, bây giờ ngươi lại đánh cảnh sát, chúng ta có lý do dẫn độ ngươi, nếu như ngươi không phối hợp, chúng ta đem đối với ngươi chọn lựa cưỡng chế các biện pháp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. À! Diệp Thần một bước bước ra. Bá, một tiếng, liền tại tất cả người muốn bóp cò trong nháy mắt, một cái ăn mặc Âu phục thẳng thớm người đàn ông vội vàng đi tới. Dừng tay, nghe được cái này thanh âm, vậy mấy cái nhân viên chấp pháp có chút không vui, nhìn lướt qua hướng đi tới bên này mấy người. Trung niên nhân viên chấp pháp khi thấy tây trang người đàn ông mặt mũi, diễn cảm cơ hồ động lại. Lý Nguyên Thừa, Hồng Kông Lý gia thành con. Lý gia lực lượng thấm vào đến Hồng Kông các phương diện, uy tín và lực lượng vượt xa Hồng Kông cảnh thự. Trung niên nhân viên chấp pháp liền vội vàng cười hướng tây trang người đàn ông đi tới, Lý tiên sinh, ngài làm sao tới? Ai, ta nhớ ra rồi, khách sạn này ngài vậy có cổ phần, chân thực ngại quá, quấy rầy đến ngài, ta lập tức đem hiểm nghi phạm mang đi. Ở hắn trong mắt, hiển nhiên là bọn họ cử động kinh động Lý gia. Dẫu sao cái này dãy cao ốc này Lý gia vậy có một bộ phận cổ phần. Nhưng là Lý Nguyên Thừa căn bản không có để ý tới người nọ, ngược lại đi tới Diệp Thần trước mặt, Diệp tiên sinh, chân thực ngại quá, chuyện này ta tới xử lý. Nói xong, bất đồng Diệp Thần phản ứng, Lý Nguyên Thừa liền nhìn về phía cái đó nhân viên chấp pháp, mặt mũi đột nhiên lạnh, thậm chí nhìn như có chút tức giận. Diệp tiên sinh là ta Lý gia trọng yếu nhất khách một người trong, vô luận như thế nào? Ngươi không thể động Diệp tiên sinh, còn nữa, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, hết thảy hậu quả ta Lý gia gánh vác, ta lúc tới đã gọi điện thoại cho cảnh thự người phụ trách tối cao. Ta cho ngươi 10 giây, rút lui hết tất cả mọi người, nếu như ảnh hưởng đến Diệp tiên sinh tâm tình, hậu quả ngươi phụ trách không dậy nổi. Cái đó cầm đầu trung niên nhân viên chấp pháp bối rối. Hắn gặp qua Lý Nguyên Thừa mấy lần. Đối phương ít nói, dù là lần trước đối mặt nước Mỹ Tổng thống. Vậy không nói mấy câu. Nhưng là bây giờ, Lý Nguyên Thừa lại vì cái thằng nhóc đó nói nhiều như vậy nói. Mấu chốt mỗi một câu đều là sao sao uy hiếp trắng trợn à. Trời à! Hắn nhìn về phía Diệp Thần, lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Là hắn rõ ràng, bắt Diệp Thần là hắn ý của thượng cấp, nhưng là Lý Nguyên Thừa một câu nói, nhưng mà trực tiếp đem người phụ trách tối cao ban liền đi ra. Cái này mẹ hắn làm sao còn chơi? Hắn phát hiện sự việc có chút nghiêm trọng, không do dự nữa, vội vàng nói, Lý tiên sinh, chuyện này là ta công không làm được vị, ta cái này thì để cho mọi người rời đi, còn như Diệp tiên sinh dính dấp án kiện, ta trở về nhất định nghiêm túc nghiên cứu, Diệp tiên sinh thành tựu Lý gia bằng hữu, tự nhiên không thể nào làm ra chuyện như vậy. Ta vì mình không cẩn thận hướng Diệp tiên sinh nói xin lỗi. Sau đó, hắn nhìn một cái tất cả mọi người, làm một cái động tác tay, chớp mắt bây giờ, hoàn toàn tản ra. Khách sạn khôi phục bình tĩnh. Hết thảy các thứ này tới nhanh, để cho tất cả mọi người bất ngờ là, đi cũng nhanh. Dẫu sao Lý Nguyên Thừa cùng với sau lưng Lý gia năng lượng quá đáng sợ. Khách sạn phòng khách thương nhân nhìn một cái Diệp Thần, cố gắng đem Diệp Thần nhớ kỹ.
dẫu sao có thể để cho Lý gia đều cẩn thận hầu hạ, tuyệt không bình thường. Diệp Thần từ đầu tới cuối không có bất cứ ba động gì, chỉ bất quá hắn trong lòng có chút bất ngờ Lý gia sẽ xuất thủ. Lần trước động Hồng Công ám điện người cũng là Lý gia. Theo lý mà nói, hắn và Lý gia hẳn là cửu nhân quan hệ, làm sao ngược lại đối với hắn thái độ như thế? Lý Nguyên Thừa khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười ấm áp, đối với Diệp Thần đưa tay ra nói, Diệp tiên sinh, còn chưa kịp tự giới thiệu mình, ta kêu Lý Nguyên Thừa, ngài mới tới Hồng Kông, sẽ để cho ngài bị sợ hãi, là ta sai lầm. Hắn nhưng mà nhớ kỹ phụ thân tối hôm qua dạy bảo. Không để lại dư lực lôi kéo Diệp Thần. Chỉ ít Diệp Thần đối với bọn họ cái kế hoạch kia mà nói, quá trọng yếu. Lý Nguyên Thừa gặp Diệp Thần không nói gì. Nhìn một cái Ngụy Dĩnh, liền nói, Diệp tiên sinh hẳn là đi ra ngoài đi, ta vừa vặn hôm nay rỗi rãnh, nếu không ta để cho ta tài xế đưa các người, hắn đối với Hồng Kông cũng rất là quen thuộc. Không cần. Diệp Thần chỉ để lại cái này ba chữ, liền hướng khách sạn bên ngoài đi. Ở hắn xem ra, Lý gia cũng không phải là hiền lành, như vậy lấy lòng, tuyệt đối có vấn đề. Lý Nguyên Thừa biết Diệp Thần thành tựu cường giả, có lòng kiêu ngạo. Liền hỏi, Diệp tiên sinh, lần này nhưng là phải đi núi Giang Đạo. Nếu như Diệp tiên sinh phải đi núi Giang Đạo, ta ngược lại là có thể cho ngài một cái ý kiến, Hoa Hạ người bảo vệ hội nghị bàn tròn ngày mai mở, núi Giang Đạo tối hôm qua đã khởi động hộ sơn đại trận, trừ mấy vị kia Hoa Hạ người bảo vệ, bây giờ người bất kỳ cũng vào không được núi này. Diệp tiên sinh nếu như phải đi nơi đây, có thể phải một chuyến tay không, bất quá. Ta Lý gia có biện pháp mang Diệp tiên sinh lên núi. Hắn vốn cho là Diệp Thần nghe được núi Giang Đạo, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là lần này, hắn hiển nhiên coi là sai rồi. Diệp Thần giống như không nghe được hắn nói vậy, chặn một chiếc taxi, trực tiếp hướng một phương hướng đi. Lý Nguyên Thừa diễn cảm có chút khó khăn xem, hắn rất rõ ràng, chiếc xe taxi vào phương hướng chính là sông đạo núi. Nhưng là đối phương nhưng không chút nào để ý tới hắn ý nghĩa, hắn thậm chí có loại vô hình cảm giác bị thất bại. Hắn thân phận và địa vị, tất cả mọi người đều muốn ngước đầu đối với hắn nói chuyện. Có thể cái này Diệp Thần nhưng là căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội. Thậm chí ở Diệp Thần trong mắt, hắn tựa như và không khí không hai. Hắn thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại ra bấm điện thoại của cha. Ba, Diệp Thần cự tuyệt ta. Hơn nữa hướng núi Giang Đạo đi. Bên đầu điện thoại kia dừng lại chốc lát, liền nói, ngươi theo sau xem, nếu như Diệp Thần có bất kỳ cần, ra tay là được, còn như mời chuyện, tạm thời không cần lại đề ra. Núi Giang Đạo, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh xuống xe, khi ở trên xe, tài xế kia đại thúc ngược lại là nhắc nhở rất nhiều lần, cái này núi Giang Đạo chỉ có thể ở vùng lân cận xem mấy lần. Hơn nữa nhấn mạnh rất nhiều lần, dù sao cũng không nên lên núi. Đi tới núi Giang Đạo dưới chân, Diệp Thần có thể cảm giác tới mặt đất có vô số đạo khí lưu đang hướng núi Giang Đạo lưu động. Không chỉ như vậy, hắn túi đá màu đen dị động càng rõ ràng. Núi Giang Đạo vùng lân cận có trọng binh canh giữ, càng là có tường rào thật cao ngăn trở hết thảy. Làm Diệp Thần xuất hiện, mấy đạo bất thiện ánh mắt liền bắn tới đây. Bất quá làm những người này nhận được một cú điện thoại, vậy bất thiện ánh mắt liền biến mất. Đi thôi. Diệp Thần đã sớm chú ý tới sau lưng cách đó không xa Lý Nguyên Thừa, rất hiển nhiên, Lý gia tất nhiên đã thông những người này. Những chuyện này hắn không quan tâm, Lý gia phải làm liền làm, hắn cũng không biết cảm thấy thiếu Lý gia cái gì. Làm vượt đến gần núi Giang Đạo, Diệp Thần liền cảm giác được một cổ nghẹt thở cảm giác. Bên cạnh Ngụy Dĩnh sắc mặt rất là khó khăn xem. Diệp Thần, ta đi không nổi, ta có chút khó chịu. Ngươi ở yên tại chỗ nghỉ ngơi một chút, ta đi xem. Diệp Thần bước ra mấy bước, hắn rõ ràng cảm nhận được mỗi một bước, cũng thay đổi toàn bộ Giang Đạo dưới chân núi từ trường. Không chỉ như vậy, đi tới thứ sáu bước, trước mặt hắn giống như sanh thành một đạo bức tường khí. Bức tường khí trở ngại hết thảy. Xem ra đây cũng là núi Giang Đạo hộ sơn đại trận, trận này hơi thở có chút cổ quái, ta ở Côn Lôn Hư và Hoa Hạ cũng không có gặp qua. Diệp Thần lẩm bẩm một câu, sau đó Trảm Long kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Chân khí phun trào, một kiếm không chút do dự chém xuống.
là máu chém. Một kiếm dưới, trận pháp không chỉ không có chút nào rung động. Ngược lại một cổ cường đại đợt khí tấn công tới. Diệp Thần toàn bộ thân thể đẩy lui ba bước. Thượng cổ hộ linh trận, Diệp Thần cơ hồ kinh hô thành tiếng. Bởi vì hắn cảm giác được rõ rệt vậy cổ khí lãng chính là máu chém, hơn nữa cường đại ba lần. Nếu như không phải là hắn thu mấy tầng lực lượng thi triển, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấu chốt hoa hạ chỗ này, tại sao phải có loại trận pháp này? Nếu như ở Côn Lôn hư một ít bí cảnh hoặc là tông môn đất, hắn còn có thể hiểu, nhưng là ở hoa hạ Hồng Kông, căn bản không có thể. Chí ít không có ai có tư cách ngưng tụ lớn như vậy trận. Thật là tinh mắt. Ngay tại Diệp Thần kinh hãi lúc đó, hai cái ông già xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Chính là Bao Bồi Dân cùng với ở quán trà nhìn thấy một vị khác hoa hạ người bảo vệ Vạn Lão. Vạn Lão nhìn một cái Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, trận này dõi mắt toàn bộ hoa hạ, đều có thể đứng vào trước 10, người lấy là chính là một đạo kiếm ý liền có thể phá ra, thật là mộng tưởng hảo huyền. Vạn Lão thấy được Diệp Thần, liền nổi giận trong bụng, ngày hôm qua Diệp Thần cử động không thể nghi ngờ là để cho hắn ở Bao Bồi Dân trước mặt mất mặt. Lại là trưởng mình mặt. Bao Bồi Dân con người híp lại, đi tới Diệp Thần bên người, nghiêm túc nói, cái này thượng cổ hộ linh trận tồn tại quá lâu, theo ta biết, nó vốn không ở núi Giang Đạo, nhưng là có một vị đại năng rất miễn cưỡng đem nó từ nơi khác tiến đến gần, nếu như là bình thường, người muốn lên núi này có lẽ còn khả năng, nhưng là bây giờ, không thể được, hoa hạ người bảo vệ hội nghị bàn tròn mở sắp tới, thượng cổ hộ linh trận đã khởi động, đừng nói là ngươi. Coi như là bất kỳ một vị hoa hạ người bảo vệ vậy không phá nổi. Diệp Thần, cái này hai ngày ngươi thu liễm mấy phần, còn như sự kiện kia, ta sẽ hết sức ngăn cản Phương Chấn Nghiệp. Diệp Thần nhìn một cái thượng cổ hộ linh trận, hướng Bao Bồi Dân gật đầu một cái, sau đó liền hiếu kỳ nói các người như thế nào đi lên. Bao Bồi Dân mới vừa muốn nói chuyện, bên người hắn Vạn Lão một phất ống tay áo, lấy ra một khối ngọc bài. Ngón tay bóp quyết. Ngọc bài ngay tức thì lóe lên một đạo ánh sáng. Ánh sáng bao quanh Vạn già toàn thân, thượng cổ hộ linh trận sanh thành một cổ vô cùng lực lượng mạnh, ngay tức thì bao quanh Vạn Lão. Vạn Lão nhìn một cái Diệp Thần, lạnh lùng nói, thằng nhóc, thượng cổ hộ linh trận tự nhiên có tiến vào chìa khóa, mà ta ngọc trong tay bài liền là một cái chìa khóa, chỉ có hoa hạ người bảo vệ cùng với một ít đối với hoa hạ có đóng góp lớn lao tồn tại mới có thể có, không có ngọc này bài. Ngươi còn muốn bước vào trong đó. Căn bản không có thể. Ngươi coi như thực lực mạnh hơn nữa, cũng không có tư cách. Đây cũng là ngươi và Phương Chấn Nghiệp giữa lớn nhất khác biệt. Đối với cường giả, ngươi phải có lòng kính sợ, nếu không một vị cuồng ngông và trong mắt không người chỉ sẽ để cho ngươi bị lạc mình. Dứt lời, Vạn Lão liền biến mất ở Diệp Thần trước mặt. Bao Bồi Dân cũng không muốn và Diệp Thần nói nhảm, nhàn nhạt nói ta hiểu Phương Chấn Nghiệp. Người này không đạt mục đích thề không bỏ qua, cái này hai ngày ngươi không lên núi được, đối với ngươi mà nói có lẽ là một chuyện tốt, nếu như ngươi may mắn lên núi, chính là ngươi cơn ác mộng bắt đầu. Đến lúc đó ngươi phải đối mặt nhưng mà 19 vị hoa hạ người bảo vệ. Ngươi nếu như phải xử lý và Phương Chấn Nghiệp ân oán giữa, mấy ngày nữa đi, đây là ta đối với ngươi thành thật khuyên, lời thật thì khó nghe lợi cho được. Giao phó xong câu nói sau cùng. Bao Bồi Dân tay cầm ngọc bài, vậy biến mất ở thượng cổ hộ linh trận trong. Cùng sau khi hai người đi, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không do dự nữa, thi triển phá thiên kiếm ý. Tiềm long chém thương khung. Diệp Thần một tiếng giống giận, đột nhiên thoát ra, chảm long kiếm lại là hóa làm trận trận kiếm mang. Long ngâm vang khắp thiên địa. Giờ khắc này, kiếm ý cường thế đến mức tận cùng, phá vỡ hết thảy. Kiếm ý sở trí đất, hoàn toàn nổ, một hồi khẽ rên, ngay tức thì kiếm quang ngất trời. Một kiếm này quét ra, mau đến mức tận cùng, do như sấm phá vỡ chân trời. Nháy mắt tức thì, đầy trời kiếm khí, khí lạnh bức người. Cuốn lên gió lớn, giống như ác quỷ kêu khóc, nhiếp tâm hồn người. Bành! Phá thiên kiếm ý hung hãn đập vào thượng cổ hộ linh trận trong. Lần này trận pháp cuối cùng có một tia rung động. Nhưng không có chút nào nứt ra dấu hiệu. Càng không cần phải nói bổ ra một con đường tới. Cường đại kiếm ý lần nữa cuốn tới. Lần này Diệp Thần có chuẩn bị, thân thể nhanh chóng rút lui.
lại là sử dụng bổn mạng linh phù ngăn trở. Kiếm ý triệt tiêu, mà Diệp Thần huyết khí dâng trào. Diệp Thần thở dài một hơi, đem Trảm Long kiếm thu hồi, hắn rất rõ ràng, dù là phá thiên kiếm ý kiếm thứ hai cũng giống như nhau hiệu quả. Nói không chừng còn sẽ giết mình. Thượng cổ trận, mặc dù hư hại rất nhiều, nhưng cũng không phải ly hợp cảnh cũng hoặc là chân nguyên cảnh lực lượng có thể tùy tùy tiện tiện phá vỡ. Trừ phi đạt được hoa hạ người bảo vệ ngọc bài. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào xa xa một Rolls Royce lên. Rolls Royce ngồi trên xe chính là Lý Nguyên Thừa. Hắn nhớ tới mới vừa rồi Lý Nguyên Thừa mà nói, chẳng lẽ Lý gia thật có biện pháp. Vì vậy, Diệp Thần và Ngụy Dĩnh đi tới Rolls Royce trước xe, gõ một cái cửa kính xe, Lý Nguyên Thừa vội vàng đi xuống, Diệp tiên sinh, ta. Nói nhảm không cần nhiều lời, ta muốn biết, các người Lý gia như thế nào đi núi Giang Đạo, lại là vì cái gì. Lý Nguyên Thừa nghe được Diệp Thần trực tiếp đề ra tránh sự, kích động nói, Diệp tiên sinh, người có biết núi Giang Đạo tại sao phải thành là Hồng Công Thánh Sơn và cấm núi? Trận pháp, Diệp Thần khạc ra hai chữ. Lý Nguyên Thừa chợt gật đầu, chính là, nhưng là Diệp tiên sinh người có biết núi Giang Đạo cốt lõi nhất là thứ gì? Cái gì, Diệp Thần đối với núi Giang Đạo không tính là quá rõ, lắc đầu một cái. Lý Nguyên Thừa vui mừng, tiếp tục nói, Diệp tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi, chỉ vì là núi Giang Đạo có hai thanh kiếm. Một chuôi kêu trấn hồn kiếm, khác một chuôi chính là phá dương kiếm. Những lời này đều là tối hôm qua lão gia tử và hắn giao phó, thời khắc này Lý Nguyên Thừa một chữ không rơi. Hắn thật ra thì cũng không để ý rõ ràng, nhưng là nếu lão gia tử để cho hắn như thế nói, tất nhiên có lý do của hắn. Trấn hồn kiếm, phá dương kiếm. Diệp Thần con người xuất hiện lau một cái sâu đậm rung động. Luân hồi mộ địa thanh âm già nua biến mất trước nói bốn chữ chính là chấn hồn phá dương. Chẳng lẽ cái này hai thanh kiếm chính là thượng cổ bảo vệ linh trận tâm trận? Cũng hoặc là nói, cái này hai thanh kiếm và luân hồi mộ địa cùng với mình thân thế có to lớn liên quan. Lý Nguyên Thừa có thể cảm giác đến Diệp Thần trong mắt vẻ kích động, lại nói, Diệp tiên sinh, nếu như ngươi có thời gian, không ngại theo ta đi một chuyến Lý gia, thấy món đồ kia, ngươi liền biết hết thảy. Được. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh lên xe, 20 phút sau đó, xe lái vào Hồng Kông Kim Tôn bờ biển. Cho dù Ngụy Dĩnh đoán được Lý gia chính là cái đó Hoa Kiều nhà giàu nhất thế gia, nhưng đến bên trong vẫn bị Lý gia xa hoa khiếp sợ. Tựa như cung điện, nguy nga lộng lẫy. Ngụy Dĩnh căn bản không nghĩ tới cái gì hình dung từ. Hô hấp của nàng có chút gấp rút, mặc dù đoạn này thời gian nàng tiếp xúc đến rất nhiều thứ. Nhưng là nàng thân phận cuối cùng là một cái trường đại học và cao đẳng tiếng Anh giáo viên. Xe chạy nhanh vào bên trong nhà để xe, sau đó ba người xuống xe, ở người hầu dưới sự hướng dẫn, tiến vào Lý gia biệt thự, đi tới một nơi thang máy. Thang máy thẳng tới thua 10 tầng. Làm thang máy đạt tới một khắc kia, Diệp Thần diễn cảm có chút động lại. Bởi vì hắn phát hiện, nguy nga lộng lẫy Lý gia biệt thự hạ lại là một tòa thật to cổ kiến trúc. Diệp tiên sinh, gia phụ đang tu luyện, còn chưa thuận tiện gặp nhau, cho nên chỉ có thể ta mang ngươi đi. Nhưng là ta hy vọng Diệp tiên sinh có thể là ta Lý gia bảo thủ điều bí mật này, chúng ta Lý gia bảo vệ chỗ tòa này cổ kiến trúc trăm năm. Đây là ta Lý gia căn cơ. Thời khắc này Lý Nguyên Thừa trong lòng thật ra thì có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ ra, tại sao phụ thân sẽ để cho hắn mang Diệp Thần đi tới chỗ này. Đây chính là Lý gia bí mật à. Còn chưa từng biểu diễn cho người khác xem qua. Chẳng lẽ phụ thân thật như vậy coi trọng Diệp Thần? Hắn chỉ nhớ, ngày hôm qua rời đi phụ thân gian phòng, phụ thân chỉ lẩm bẩm một câu, cái này Diệp Thần thân phận không bình thường, hắn đáng chúng ta làm như vậy. Nhưng là trừ ám điện điện chủ cùng với trong nước phát sinh những chuyện kia trở ra, tên này còn có cái gì thân phận để cho phụ thân kiêng kỵ như vậy? Rất nhanh, Diệp Thần và Lý Nguyên Thừa bọn họ bước chân dừng lại. Giờ phút này phơi bày ở Diệp Thần trước mặt là một tòa thật to bích họa. Bích họa chiều rộng 5 mét, dài ước chừng 30 mét. Trông rất sống động, kinh ngạc là, nó lại là do vết kiếm khắc. Diệp tiên sinh, cái này bích họa chính là núi Giang Đạo bí mật. Lý Nguyên Thừa nói. Diệp Thần không để ý đến, hắn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm bích họa ở giữa một nơi.
Bởi vì vậy một nơi miêu tả lại là trăm tòa mộ bia. Mà vậy trăm tòa mộ bia trên, lại lơ lửng một người thanh niên. Thanh niên ngồi xếp bằng, quanh thân bàn vòng quanh 9 cái rồng khổng lồ. Trong đó một cái chính là trong cơ thể hắn vậy tia máu long. Chỉ bất quá trong hình huyết long phảng phất có vạn trượng, tán loạn thiên hạ. Bay lượn chân trời, chấn nhiếp người phàm. Nhìn trước mắt bích họa, Diệp Thần có thể cảm giác đến trong cơ thể huyết long đang dục dịch. Tựa như tùy thời thì phải lao ra trong cơ thể. Hắn cố gắng áp chế, nhưng là trong cơ thể huyết long vẫn tản ra hơi thở cuồng bạo. Ước chừng 5 phút, Lý Nguyên Thừa nhìn mấy mắt Diệp Thần, chân thực không nghĩ ra, cái này Diệp tiên sinh tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào vậy một nơi xem. Vậy cửu long ý chỉ bất quá chiếm toàn bộ bích họa một số mà thôi. Huống chi vẫn không phải là trọng yếu nhất. Diệp tiên sinh, Lý Nguyên Thừa nhẹ giọng nói, nhưng mà Diệp Thần vẫn không có phản ứng. Diệp, Lý Nguyên Thừa cảm giác được không đúng, mới vừa dự định đưa tay ra nhắc nhở một chút Diệp Thần, một giây kế tiếp, một đạo cuồng bạo tiếng rồng ngâm vang lên. Long ngâm chấn nhiếp toàn bộ lòng đất. Đồng thời, Diệp Thần trong thân thể lao ra một cái huyết long hư ảnh. Cường đại đợt khí cuộn sạch chung quanh. Lý Nguyên Thừa sắc mặt đại biến, nhìn Diệp Thần, tựa như nhìn thấy gì hoảng sợ sự việc vậy. Nhưng là hắn không có tránh né cơ hội. Một cổ vô hình ý định giết người bao quanh hắn. Đợt khí tùy ý đụng hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp khạc ra một búng máu. Thân thể lại là như diều đứt dây vậy bay ra ngoài. Mà Ngụy Dĩnh ngược lại là không có bị tổn thương gì, ở huyết long lao ra nháy mắt, nàng quanh thân hàn băng bao trùm mở, tựa như theo bản năng đang bảo vệ nàng. Mắt xem Lý Nguyên Thừa thì phải nện ở một mặt phách tường trên, một đạo thân ảnh cấp tốc vào tới. Chính là Lý gia tộc dài Lý Gia Thành. Lý Gia Thành thân thể run một cái, một cổ vô hình bình phong che chở ngăn cản ở trước người, Lý Nguyên Thừa trực tiếp nện ở bình phong che chở trên. Mặc dù hòa hoãn mấy phần, nhưng là ưu việt lực lượng hay là để cho Lý Gia Thành và Lý Nguyên Thừa lui về phía sau dòng dã 10 bước. Ba, ngươi làm sao tới? Lý Nguyên Thừa thở ra một hơi, đồng thời âm thầm vui mừng. Quỷ biết Diệp Thần tại sao sẽ đột nhiên như vậy. Lý Gia Thành không có nói bất kỳ nói, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần đỉnh đầu vậy đạo huyết long hư ảnh. Nghiêm túc thêm kiêng kỵ. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào vậy bích họa trên thanh niên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật bị ta đoán trúng, cái này bích họa ở giữa thanh niên chính là cái này Diệp Thần. Điều này huyết long hư ảnh mặc dù và bích họa so sánh, nhỏ đi rất nhiều, nhưng là lại cùng 9 con thần long ở giữa một cái trọng hợp. Hắn bề ngoài ổn định, nội tâm nhưng là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nếu quả thật là như vậy sau lưng ý vị sự việc liền quá lớn. Cái này bích họa chí ít ngàn có năm lịch sử, ngàn năm trước, thì có người dự liệu được Diệp Thần tồn tại. Mà giờ khắc này Diệp Thần đã tỉnh hồn lại, đỉnh đầu huyết long lại trở về trong cơ thể hắn. Hắn đã hoàn toàn chắc chắn, bích họa ở giữa thanh niên chính là mình, hắn trong lòng lớn nhất nghi ngờ chính là mình tại sao lại xuất hiện ở trong bích họa. Hắn mặc dù hiểu suy diễn thuật, nhưng là suy diễn ngàn năm, thượng cổ người vậy không nhất định làm đến. Thân thế, Gia Gia, Hồng Kông, núi Giang Đạo, Lý Gia lòng đất cổ thành, những thứ này quấn quanh chung một chỗ, tựa như hình thành một đạo quỷ dị cuộc cờ. Không cách nào khám phá, thời gian ngắn càng thì không cách nào nhìn thấu. Diệp Thần tỉnh hồn lại, ánh mắt rơi vào Lý Nguyên Thừa cùng với Lý Gia Thành trên mình. Hắn lấy ra hai viên thuốc bắn đi ra ngoài, mới vừa rồi ta không cách nào khống chế, cái này hai viên thuốc ăn vào, đối với thương thế của các ngươi thế có rất lớn chỗ tốt. Hai người nhận lấy đan dược, tự nhiên có thể cảm giác ra đan dược bên trong ẩn chứa mùi thuốc nồng nặc. Diệp tiên sinh, cảm ơn. Không do dự nữa, trực tiếp ăn vào. Đan dược ngay tức thì lan ra, nguyên bản gương mặt tái nhợt hai người, sắc mặt hồng nhuận mấy phần. Bọn họ đối với Diệp Thần vậy càng tò mò. Đan dược này so Hồng Kông, thậm chí còn Hoa Hạ bất kỳ đan dược đều mạnh hơn. Cái này đối với võ giả mà nói quá trọng yếu, mà Diệp Thần tùy tùy tiện tiện cho ra, tất nhiên ý nghĩa đan dược này đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Diệp Thần xoay người tiếp tục nhìn về phía bích họa, nói cái này bích họa đến từ nơi nào. Lý Gia Thành đi tới Diệp Thần bên người,
nhìn một cái Lý Nguyên Thừa cùng với Ngụy Dĩnh, "Nguyên Thừa, nếu không ngươi mang Ngụy tiểu thư đi chọn kiện lễ vật." Lý Nguyên Thừa và Ngụy Dĩnh rõ ràng liền cái gì, tự nhiên hướng một nơi đi. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại hai người. Lý Gia Thành cũng không nói nhảm, mở miệng nói, "Diệp tiên sinh, Hồng Kông ở Hoa Hạ trên lịch sử thuộc về vùng đất Nam Man, vùng đất Nam Man lại là Hoa Hạ cổ võ, cũng hoặc giả nói là tu luyện phát nguyên đất. Căn cứ ta những năm này điều tra, Côn Lôn Hư thường xuyên có cường giả tới Hồng Kông xử lý công việc. Vậy Hoa Hạ người bảo vệ cũng ở đây núi Giang Đạo triệu tập nhiều lần hội nghị, nơi đây tất nhiên bất phàm, ta Lý gia tổ tiên sớm liền ý thức được nơi đây không giống tầm thường. Cho nên ở mấy trăm năm liền mang theo tất cả mọi người từ trong nước cắm rễ nơi đây. Trăm năm trước, ta phụ thân ở Hồng Kông bất ngờ phát hiện nơi đây có chút đặc thù, liền vận dụng hết thảy quan hệ và kim tiền mua nơi đây, bảo vệ nơi đây. Cho tới sau này, chúng ta ban ngày ở phía trên xây dựng vườn hoa biệt thự, che người tai mắt, mà buổi tối thì từ từ đào ra chỗ tòa này lòng đất thành. Đối với đất này để thành càng rõ ràng, chúng ta Lý gia liền càng phát ra cường thịnh, thậm chí mượn dùng điều bí mật này để cho ta con trai trưởng bước vào tu luyện một đường, con trai trưởng cũng bị Côn Lôn Hư tông môn cường giả mang đi, đặt ta Lý gia địa vị. Lý Gia Thành rất rõ ràng, Diệp Thần trong cơ thể vậy tia máu long liền định trước đối phương không phải cổ võ giả, mà là người tu luyện. Vậy tất nhiên biết Côn Lôn Hư tồn tại. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo độ cong, có nhiều thú vị nhìn trước mặt cụ già. Cái cụ già này hắn ở tin tức trong không biết xem qua bao nhiêu hồi, vốn cho là Hoa Hạ cao cấp thương nhân, bây giờ nhìn lại, hắn xa xa xem thường đối phương. Đối với người Lý Gia, ta là một cái người ngoài, thậm chí các người đối với ta cũng không biết rõ, tại sao phải đem điều bí mật này nói cho ta. Ngươi hẳn rõ ràng, ta như đem chuyện hôm nay truyền đi, ngươi Lý gia nội tình tất nhiên muốn sụp đổ. Lý Gia Thành sang sáng cười lên, Diệp tiên sinh, ta Lý Gia Thành ở thương đạo trong học được rất nhiều thứ, càng là có một cái kiên định tín điều được việc người, vận khí và gan dạ sáng suốt mới là trọng yếu nhất tồn tại. Nếu như Diệp tiên sinh thật như vậy, vậy ta Lý gia tiêu diệt, ta cũng nhận. Bất quá bây giờ xem ra, Diệp tiên sinh đối với cái này bích họa có thể so với chúng ta Lý gia còn muốn cảm thấy hứng thú. Diệp Thần vốn muốn nói cái gì, Lý Gia Thành đi tới ngoài ra một bên, chỉ bích họa ở giữa một nơi, nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, vốn là ta không dám khẳng định Diệp tiên sinh và cái này bích họa có liên lạc, nhưng là vậy cái huyết long nhưng là chứng minh chuyện này. Còn nữa, Diệp tiên sinh mời xem cái này bên trong, cái này hình ảnh để cho ta chắc chắn, ngày mai, Diệp tiên sinh tất nhiên muốn bước vào núi Giang Đạo. Diệp Thần ngẩn ra, theo Lý Gia Thành ngón tay phương hướng, chính là thấy lại một bức họa mặt. Trong hình, một người thanh niên, tay cầm trường kiếm, mà đối diện với hắn, nhưng là đứng 10 vị ông già. Mặc dù hình ảnh trạng thái tĩnh, nhưng là cái này 10 vị ông già khí tức cường đại, trong mắt lộ ra cường đại cao ngạo ý. Mà thanh niên nhưng là bị tổn thương, hơi thở yếu ớt, chỉ bất quá khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tựa như nắm chắc phần thắng. Diệp Thần rất rõ ràng, cái này bức tranh chính là ngày mai núi Giang Đạo hình ảnh. Mà vậy 10 vị ông già, tất nhiên là Hoa Hạ người bảo vệ. Đánh một trận khó tránh khỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.